sao? Thôi mẫu có mở là mẫu nào cũng mở lớn, mẫu nào cũng mở lớn bốc lên cho mình. Cái mẫu nào nó về một size thôi để về đủ đủ hàng để đoàn bán chị nhé. Hello mọi người, em cảm ơn chị sư tử nha, chúc chị một tháng mới lộc lá nha tình yêu ơi. Áo khoác da em có, hôm nay em gọi là lên những cái mã hàng tuyệt vời luôn và giá cực rẻ. Thế chị ạ, bán gọi là lấy may đầu tháng nữa các chị yêu ơi, bán lấy lộc đầu tháng thôi nhá, không cần biết là lời lãi nào nhưng mà cứ gọi là đầu xuôi đuôi lọt. Thế chị ạ, cứ nhiều đơn là sướng ạ. Em chào chị Sư Tử, em chào chị Hoàng Luyến nhá. Hello tất cả mọi người ạ. Rất lẻ ở chỗ này à chị Hoàng? Ở trong kia còn không? Lẻ ạ. Chị bốc hết ra đây chưa? Lẻ lẻ đấy. Lẻ, lẻ lẻ của lên giày ấy. Đấy nó còn đấy không? Em ơi, em tặng đầu like nhá. Cảm ơn chị Chiên Hoàng. Em chào chị Nguyễn Hương ạ. À, áo em mặc không có chị ơi. Em lên len em tặng len lẻ nhá các chị yêu. Đấy chị ạ, ngày hôm nay em tặng len lẻ vài chục nghìn ạ. Không có cổ từ từ đấy chị ơi. Sau mẫu áo len em tặng ấy thì em tặng, nói chung là cái mẫu nào số lượng ít em sẽ lên đầu like và em tặng nốt. Đấy bây giờ em tí em lên mẫu lẻ sau nhá chị nhá. Áo len à quên, áo phông sau, áo phông nhưng mà tại vì là hôm nay nó chưa về đủ được size ấy. Có hôm nay nó chỉ về được size M hoặc là chỉ về được nguyên size L ấy. Chị đợi mãi nhớ Loan quá, em cảm ơn chị Nguyễn Thanh ạ. Em chào chị Hồng Tốt nhá. Em cảm ơn chị Hoài Quang ạ. Hôm nay nhận được áo da chất đẹp, rất hài lòng, lần đầu trải nghiệm bên shop mà thấy hài lòng giá rẻ, em cảm ơn chị ạ. Bây giờ em tặng các chị áo bộ mì em còn, tặng áo len nhá các chị nhá, tặng len nhung ạ. Các bác đi qua like, thả tim cho em xin nút chia sẻ lên trang cá nhân giúp em với ạ, tránh ẩn comment nhá các chị nhá. Thì lên này là lên ngắn hay lên dài? Lên dài. Dài á? Chị lấy một lên ngắn đi chị. Có quần gần đây cho em nào. Chị cứ để chồng theo cọc cho em ở gần gần đây cho em với phát là được luôn. Đây này, mỗi mẫu nó chỉ còn vài chiếc thôi. Đó, mỗi mẫu nó chỉ còn vài chiếc. Các chị nhìn cho em này. Mã này các chị comment cho em là lộc 1 ạ. Lộc 1 và kèm số điện thoại cho em nhé. Lộc 1 ạ, em tặng các chị 50.000. Được chưa ạ, một con áo len. Một con áo len cho em ạ, 50.000 một áo. Các chị lên đơn hàng cho là lộc 1 kèm theo số điện thoại cho em với ạ. Đây các chị này, len đẹp miên man luôn. Ok chưa ạ, 50.000 đồng một áo. Được chưa ạ, hàng hay mấy. Bây giờ em tặng các chị 50.000 được chưa ạ. Lộc 1 nhé các chị yêu. Ok chưa ạ, nó còn mấy chiếc màu cam. Các chị lên đơn hàng cho là lộc 1, cách số điện thoại cho em là các chị mình có đơn ạ. Form này các chị trên 40 cân nhá, đến tầm khoảng là trên tầm khoảng 60 cân đổ về.
40 cân hay 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. Tặng các chị mức giá là 50.000. Ok, chợ hoan hỉ đầu like các chị nhá. Hoan hỉ đầu livestream cho em ạ, 50.000 đồng các chị lên đơn hàng nhanh tay giúp em với ạ. Em còn bằng này trước các chị này. Em tặng nữa các chị 50.000 các chị nhá. Toàn bộ hàng len đó, hàng len xịn xò luôn. Chất nó rất là đanh luôn ạ. Em biếu các chị 50.000. Để chạm mùng 1 đầu tháng, để chạm mùng 1 đầu tháng. Đó. Chị Nguyễn Quỳnh Chi lên số điện thoại giúp em với. Comment hoặc em là kiểm tra đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Tránh trường hợp ẩn comment, các chị cố gắng chia sẻ livestream lên trang cá nhân giúp em nhé. Trên trang cá nhân và liên hội nhóm chợ lớn hộ em với. Ok chưa ạ? Tại vì Facebook này nó ẩn comment rất là nhiều luôn. Em chào chị Đào Hò ạ. Các chị này, 50.000 một con áo len. Ok chưa ạ? Chất nó đẹp lắm, chị nào đã mua len thì em các chị biết ạ, không con nào em nhập dưới 200.000. Ngày hôm nay xin phép các chị em tặng các chị những cái mã này, em tặng các chị 50.000 một áo. Ok chưa ạ? Lộc một cách số điện thoại cho em ạ, nhanh tay có đơn, mỗi đây là em phát lộc đầu like. Đấy chưa ạ? Mùng 1 đầu tháng. Đấy chưa ạ? Mùng 1 đầu tháng cứ 50.000 đồng một áo, các chị lên đơn hàng cho em ạ. Chất len nó đẹp, nó mềm các chị nhá. Chất len đẹp, len mềm luôn chứ không phải là cái hàng len mà chất len khô len cứng đâu ạ. Đấy, nhanh tay giúp em với. Tại vì là những cái mã này thì em còn số lượng ít. Em còn số lượng ít cho là tất cả những cái mã này em sẽ tua nhanh các chị nhá. Em sẽ tua nhanh luôn ạ. Nó sẽ không có số lượng nhiều đâu ạ. Chị nào hoan hỉ may mắn cho em mới được ạ. Được chưa ạ? Chị nào hoan hỉ may mắn thì được cho em ạ. Tặng các chị mốt là 50.000. Ok chưa ạ? Tặng các chị nốt là 50.000 đồng. Các chị lên đơn hàng chứ là lộc 1 và kèm số điện thoại ạ. Tiếp theo một con áo lộc 2 cho em ạ. Còn mấy cái màu đen các chị này. Em nhập không có cái nào áo len dưới 200.000 đâu. Được chưa ạ? Không có cái áo len em nhập nào dưới 200.000. Quần công sở còn không chị nhỉ? Ngày hôm nay các chị thích cái gì em chiến đấu luôn. Được chưa ạ? Em chiến đấu luôn, sẵn sàng các chị ông mình luôn ạ. Không cần biết là ngày hôm nay lời lại thế nào. Chỉ cần biết là ngày hôm nay đầu tháng chị em mình cứ xõa cánh thoải mái. Được chưa ạ? Chị em mình cứ xõa thoải mái cho em ạ. Nhớ chia sẻ livestream các chị nhá. Lộc 2 cho em, chị nào đã nhận được len lông nhà em rồi cho em xin một cái feedback. Cái này em còn 1 cái, 2 cái này, 3 cái, 4 cái, còn đúng 4 trước tặng cho 4 chị nhá. Mức giá cho em ạ. 90.000 một áo. Ok chưa ạ? Hàng của là hàng 350. Đấy chưa ạ? Hàng 350 em tặng các chị 90.000. Các chị lên đơn hàng cho Lộc 2. Có chị nào nhận được len lông nhà em loan chưa ạ? Cho em xin một cái feedback nào. Hàng hơn 300 nhá các chị yêu. Để cho em tặng các chị mức giá là 90.000 đồng. Đây các chị này, len lông cho em ạ. Form này các chị dưới 65 cân cho em ạ. Từ 40 cân đổ lên đến 65 cân đổ về, các chị lên đơn ạ. Lộc 2 cho em ạ, 90.000. Đấy, còn 4 chiếc các chị nhá. Chị nào nhanh tay được ạ, 90.000 đồng. Các chế lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Mỗi lần lên lẻ nha các chị này. Lộc 2 giúp em với ạ. Lộc 2 cho em ạ, 90 này. Nguyễn Huyền này. Ok chưa ạ? Chị Viên Lộc có đơn ạ. Nó có 4 chiếc thôi. Bộ lụa em hết hàng rồi ạ. Chị Thuyết Trần có này. Trần Phi có lộc 1 đã cái ok luôn nhá. Để chặn lộc 2 cho em ạ. Các chị ơi, len lông dày đẹp các chị ơi, chất len nó rất là mịn luôn. Đó, lộc 2 các chị đọc tên là có đơn ạ. Nói chung là những chị không được đọc tên thì nếu mà khi mà các chị kia không nghe máy thì em sẽ chốt dự phòng các chị nhá. Quần bò tí chị lên sau em ơi, lộc 2 em coi mẫu này. Tiếp theo ạ, lộc 3 chất cũng như thế luôn nhưng mà nó còn có 3-4 chiếc thôi ạ. Những cái mã này toàn bộ là mã lẻ của nhà em. Được chưa? Toàn bộ những cái mã lẻ nhà em luôn ạ. Chất cực kỳ đẹp luôn. Len lông hàng 300 mấy mà chị Thanh Thảo. Len lông nhà em còn hơn 300.000, bây giờ em tặng các chị 90.000 được chưa ạ? 90.000 đồng các chị lên là lộc 3 cho em. Lộc 3 và kèm số điện thoại cho em ạ. Những cái mã này em bán mấy nghìn áo rồi. Em bán mấy nghìn áo rồi, bây giờ nó chỉ còn mỗi cái nó chỉ còn lẻ ra mấy chiếc thôi. Áo này em mà không có bán ạ. Mã này lộc 3 cho em ạ. Lộc 3 form dưới 65 cân. Lộc 3 form dưới 65 cân cho em ạ. Len lông các chị này, nhìn chất len cho em này. Các chị nhìn chất len cho em ạ. Len lông đẹp miễn chê luôn. Lộc 3 nha các chị nhá. Còn đúng 4 cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái, 6 cái, 6 cái của mã lộc 3. Lộc 3 giúp em với ạ, lộc 3 và kèm số điện thoại cho em các chị này. Còn mấy chiếc các chị ơi, em tặng các chị nốt là 90. Giá buôn vào vụ không nhập được giá này đâu. Em thề luôn ạ, giá buôn vào vụ không nhập được. Chị các chị cứ comment thật là nhiều mã đi. Chị nào ưng mã nào các chị cứ lên đơn. Đấy chưa ạ, tại vì hết mã nọ mình có mã kia. Tại vì những cái mã này em không có số lượng. Những cái mã này không có số lượng nhiều ấy. Lộc 3 giúp em này. Chị nào thích len váy này không ạ? Chị nào thích len nhung váy không ạ? Đây chị này. Len nhung váy cho em, các chị lên đơn hàng cho lộc 4 ạ. Lộc 4 cho em ạ. Lộc 4 này, em đang có màu đỏ với màu vàng. Len nhung các chị nhá. Len nhung cho em ạ. Lộc 4 cách số điện thoại cho em với ạ. Lộc 4 này. Em ơi, lê tê khoe luôn một con len nhung. Len váy với chị nhá. Nó là len váy ạ. Len nhung váy cho em ạ. Lộc 4 ạ. Lộc 4 này ngày hôm em tặng các chị nó là 80.000 một váy. 80.000 đồng. Tí em lên áo gió sau tình yêu ơi.
Phong gió rồi cái gì ngày hôm nay em cũng bán rẻ các chị luôn. Đấy chị ạ, mã này các chị lên là lộc 4 đi. Em đang có màu vàng và em có màu đỏ các chị nhá. Hai màu cho em ạ. Hai màu vàng đỏ các chế lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho là lộc 4. Phong các chị từ khoảng là bao nhiêu cân nhỉ chị nhỉ? Phong này tầm 62 63 cân đổ về. Ok chị ạ, 62 63 cân đổ về. Con này là len nhung váy. Đấy chị ạ, chất của nó là len nhung cho em mà dạng váy. Đấy hai áo pho, hai áo pho mà không gọi điện chốt cho em á, nhà lưu à. Rồi lộc 4 cho em ạ, lộc 4 cho em ạ. Bao nhiêu tiền chị? 80.000 à? 80.000 cho các chị luôn ạ. Ok chưa? Nó còn bằng này trước các chị này. Em tặng nốt à, còn một cái màu hồng nhá. Còn có một cái màu hồng thôi ạ, len nhung cho em, chất len nhung nhá, 80.000. Đấy, tiếp theo. Mẫu này còn mấy cái? Mẫu này còn một cọc đen này các chị này. Còn một cọc màu đen. Các chị comment là lộc 5 giúp em với ạ. Lộc 5 vào kèm số điện thoại cho em. Form này các chị yêu nhà mình tầm bao nhiêu cân đây? Lộc 5 nhá các chị nhá. Lộc 5. Rồi. Các chị ơi, lộc 5 giúp em này. Form này các chị tầm khoảng 60 cân đổ về. Ok chưa? 40 cân hay 60 cân nhá. 40, 60, 62, 63 cân mặc được cho em ạ. Lộc 5. Em tặng nốt các chị nhà mình mức giá là 70.000. Đúng rồi chị Thảo Phan ơi, đúng rồi nhá. Hotline số 3 số cuối là 183 0988301183. Mã này các chị yêu lên là lộc 5. Em còn nguyên màu đen. Em tặng các chị mức giá là bao nhiêu tiền? 70.000 đồng một áo. Được chưa ạ? Nhà em không bán len kiện nha các chị nhá. Không bán len kiện, không bán len mặc cái hàng chất khô cứng. Mà tất cả hàng, các chị nhìn cho em này. Mã này tất cả nó còn một màu và em còn sót cọc. Em tặng các chị mức giá là 70.000 một áo len. Đó, len kiện còn không có giá này luôn ý. Còn đúng một cái màu đỏ các chị này. À hai cái màu đỏ, em còn đúng hai cái màu đỏ và còn đâu là toàn bộ màu đen. Các chị nhìn chất len cho em này. Đằng sau của nó đây các chị nhá. Được chưa ạ? Lộc mấy đây chị? Lộc 5. Lộc 5 cho em 70.000. Lộc 5 70.000 đồng chất len em bao sướng luôn. Các chị này, chất len nó nảy kim sa cho em các chị nhá. Nảy kim sa cho em cực đẹp luôn ạ. À. Em tặng các chị mức giá là 70.000 đồng một áo. Các chị lên đơn cho em nhanh tay. Được chưa ạ? Lộc 5 cho em qua mẫu này. Tất cả những cái mã này em còn mỗi mẫu nó chỉ còn vài chiếc, sao hôm nay bán rẻ thế thôi chị ơi, đợi tháng đi. Cứ gọi là cho nó nhanh nhẹn ạ. Đấy chưa, cứ gọi là nhanh nhẹn. Rồi lộc 5 em qua mẫu này. Hôm nay bán rẻ đấy, nhiều chị mua rồi. Bây giờ các chị thấy em đang bán rẻ quá này. Lộc 6 cho em. Còn nguyên đen. Đa số là em còn màu đen đấy chị ơi. Các bác vào livestream ạ, chia sẻ livestream cho mọi người biết cái trang page của em nhé các chị nhé. Ok chưa, đây các chị nhìn lộc 6 này. Áo len. Len này là len của nó là len lông. Ok chị ạ, len lông cho em, các chị nhìn áo này. Còn nguyên màu đen nhé các chị nhá. Cái len này đợt trước nó đủ màu của nó là hàng 380. Đủ màu của nó là giống 380.000. Các chị comment của em là len lộc 6 ạ. Đấy chị ạ, lộc 6 cho em với. Lộc 6 và kèm số điện thoại cho em ạ. 99.000 một áo. Mà thôi 90.000 đi chị ơi. 90.000 đồng. Cái này em còn hơn chục cái. 90.000 nốt, các chị yêu có bạn lộc 6 ạ, lộc 6 và kèm số điện thoại cho em ạ. Form dưới 65 cân các chị nhá. Form dưới 65 cân em chốt đơn. Lộc 6 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Đẹp lắm này các chị ơi. Để chạy chị nào hôm nay chốt được xuống, em bảo thật thế, các chị cứ dưới 65 cân các chị chốt đơn. Dưới 65 cân, nói chung là vào mùa các chị mới thấy được những cái tác dụng của những con len lông cái này, nó đẹp, nó ấm lắm và nó không bị rão nhá các chị nhá. Không bị rão này, không bị chảy áo len. Để chạy chất len nó rất là mềm, nó không bị khô len mà không bị dặm nhá các chị nhá. Những cái áo len này nó, nếu như các chị mua ấy, nó bị dặm các chị trả lại cho em ạ. Chị Ngọc Anh Trần hôm trước 140 lại ra hàng sale rồi. Trang vụ của nó là hàng của nó là hàng hơn 300.000. Được chưa ạ? Nói sai ngày hôm nay mùng 1 nói cái gì cũng phải chuẩn các chị ạ. Trang vụ của nó hơn 300.000 đồng một cái áo này. Ngày hôm nay CS tặng các chị mức giá là 90.000. Còn màu này trước các chị ạ. Em còn màu này thì em tặng luôn các chị 90. Ok chị ạ. Rồi lộc 6 em qua mẫu này. Lộc 6 qua mẫu này. Rồi bây giờ lên các chị một cái mã đây nhá, còn nguyên màu cam hai cọc ạ. À? Em còn hai cọc màu cam được chưa ạ? Mã này các chị có vẻ lộc 7 ạ. Lộc 7 kèm số điện thoại cho em ạ. Em còn nguyên màu cam, em còn nguyên tông màu cam ạ. Lộc 7 kèm số điện thoại. Ngày mai chị nào mà nhỡ mà có hết ý thì các chị đừng chửi em nhá, tại vì là hàng này em là hàng thanh lý, hàng sale rồi ý. Thì nó mỗi mẫu nó chỉ có vài chiếc thôi. Đấy, ngày mai chị nào chốt được hoan hỉ. Và ngày lại chị nào không chốt được cũng gọi là ok cho em đi ạ. Mã này các chị comment của em là lên 7. À lộc 7 cho em với ạ. Lộc 7 kèm số điện thoại cho em ạ. Em biếu các chị nước là 70.000 các chị nhá.
70.000 đồng một áo. Các chị lên đơn là lộc 7 và kèm số điện thoại ạ. Em còn nguyên màu cam thôi. Mà thôi 60.000 đi chị ơi. Sửa lại em mới, em tặng các chị 60.000 đồng. Ăn chơi sợ gì mưa rơi đúng không ạ? 60.000 một áo len cho chị. Các chị nhá. Các chị lên đơn hàng cho là lộc 7 ạ, lộc 7 cho em ạ, 60. Được chưa? Rồi 60.000 đồng, em còn tầm khoảng là 15 cái. Em còn 15 cái, em tặng các chị mức giá là 60.000 một áo. Được chưa? Giá này trong ngũ không bao giờ có được ạ. Dòng này em nhập vào toàn trên 200 hết các chị yêu nhá, toàn trên 200.000 giá buôn. Quần em mặc không có bán chị ơi, quần em mặc mấy năm nay rồi. Đấy, nhập giá buôn của là 280 giá buôn. Chị làm dâu xứ lại cho em xin số điện thoại của chị với em kiểm tra đơn nhá. Đấy chặn lộc 7 cho em ạ, 60.000. Ui rồi ôi, cái các chị về các chị nhận hàng các chị bảo là áo len mấy chục nghìn mà sao nó lại đẹp thế. Được chưa ạ? Chị mua có vài chục nghìn, nhiều chị bảo là mua cái áo gió nhà Loan bằng một bát phở mà sao nó đẹp thế. Xin thưa với các chị là em bán rẻ. Được chưa ạ? Những cái mã mà em còn ít ý, em cho nó gọn gàng hết. Cho nên em tặng các chị giá rẻ thôi, chứ còn thị trường vẫn đang bán các chị vài trăm nghìn là chuyện bình thường. Được chưa ạ? Những con áo gió những con áo len như này. Các chị nhá, 60.000 đồng một áo, các chị lên đơn giúp em ấy. Lộc 7 đúng không? Lộc 7 và kèm số điện thoại cho em ạ. Lộc 7 kèm số điện thoại cho em ạ, 60.000 các chị nhá. Chị nào được cứ ok cho em ạ. Được chưa ạ? Lộc 7 cho em này, 60.000. Rồi qua mẫu nữa các bác. Lộc 7 cho em ạ. Đây chị, áo len thoải mái mà. Được chưa ạ? Chất len nó đẹp như này mà em không bán cái hàng len kiểu là hàng len kiểu gia công đâu. Đấy, nói chung là cái con mà các chị tầm 62 cân đổ về. Cứ tầm khoảng 62 cân đổ về em chốt đơn. Cho em một cọc đen ở dưới kia là cái gì kìa? Lộn xộn á. Đây các chị này, những cái đưa cho em cả kia đi. Rồi những cái mẫu này các chị cứ ok cho em ạ. Hình nào được hình nào thì đẹp hình đấy. Được chưa ạ? Được hình nào cũng gọi là ok hình đấy cho em. Được chưa ạ? Em tặng các chị mức giá là 90.000. Alo xô hết mẫu này các chị nhá. Mẫu này các chị có may là lộc 8. Đặt mấy ngày rồi chưa đến nơi các chị. Lộc 8 mẫu em với. Đây là tất cả những con len lông, nó còn một màu nhưng mà hình của nó khác nhau. Được chưa ạ? Tất cả những con len lông này toàn bộ hàng hơn 300.000, nhưng bây giờ nó còn lẻ, kiểu là lẻ mẫu ấy. Được chưa ạ? Nó còn tuyết màu đen, có cả len lông, có cả len nhung. Cái nào cũng đẹp mà chị nhỉ. Cái chất len em có bán cho các chị hàng len vớ vẩn đâu. Em có bán cho các chị cái hàng len vớ vẩn đâu các chị. Toàn bộ dòng len này nếu mà trong vụ ấy, đủ màu của nó sẽ là trên 300.000 hết. Các chị có mẹ lộc 8 hộ em với. Lộc 8 cho em ạ, 90.000. Chị nào được hình nào thì hoan hỉ cho em mình đấy. Được chưa ạ? Chị nào được hình nào thì hoan hỉ cho em đến với em. Bây giờ em chỉ còn nguyên màu đen thôi. Bây giờ em chỉ còn nguyên màu đen thôi ạ. Đồng hồ em đeo không có bán. Được chưa ạ? Đồng hồ em đeo không có bán. Em không bán đồng hồ. Mã này lộc 8 hộ em với ạ. Chất thì đẹp rồi các chị ạ, nhưng mà nó lẻ màu. Bây giờ nó chỉ còn lẻ màu, mỗi một mẫu nó chỉ còn 1-2 chiếc ấy. Cho nên là em cho hết các chị mã lộc 8 như này các chị yêu. Được chưa ạ? Cả len nhung, cả len lông. Có cả len nhung, cả len lông đấy ạ, đẹp lắm. Lộc 8 hộ em với. Đấy chị ạ, 90.000 đồng các chị nhá. Form các chị dưới 65 cân cho em ạ. Nói chung là những cái nào màu đen chị cho hết vào đây cho em mới. Chị nào được hình nào ok nhấy cho em hàng hơn 300. Bây giờ em tặng alo số hết các chị là mức giá là 90.000 một áo. Ok chị ạ, cứ 90.000 đồng một áo. Các chị mình lên đơn và kèm số điện thoại cho em nhá. Lộc 8 ạ, đây các chị này. Lộc 8 cho em. Ui dồi, len nhông, len lông của em thật sự các chị để vào vụ em treo hàng em bán lẻ ấy. Em bán có bèo nhiều 250 một cái. Thực sự luôn, em bán có rẻ, bình thường em bán cũng 250 một cái đấy. Tại vì dòng này trong dụng có là hàng 380, 350. 350, 380 dao động khoảng như thế ạ. Em cứ tặng các chị mức giá là 90.000 đồng, đồng giá hết cho em. Đây các chị này, toàn cái đẹp thôi nhưng mà bây giờ là kiểu nó lẻ ấy chị. Đây ạ, đấy chị ạ, cứ 80.000 đồng, 80.000 đồng có cả len pha lê này. Có cả len nhung này, có cả len lông, quần em mà không có bán chị yêu. Đây là len pha lê đây. Len pha lê nhập vào cũng hơn 200.000 rồi. Các chị này, đẹp lắm, nó còn nguyên màu đen ý. Em còn nguyên màu đen cho này em bán giá tặng lúc các chị là mức giá là 90.000 đồng các chị nhá. Đấy chứ ạ, em còn tầm hơn 20 cái nhỉ, đến 30 cái không? Em còn khoảng 30 cái. Đấy chứ ạ, em chỉ bán cho khách lẻ ngày hôm nay thôi, em không chốt xỉ nhá. Em không chốt xỉ tại vì cái giá này em bán rẻ quá rồi. Em muốn là chị khách lẻ như em ngày hôm nay chị nào cũng được chốt đơn. Đấy, có nhiều chị là đặt cả buổi live là không, đặt cả buổi tối là không được cái nào. Tại vì là lý do là khách xỉ người ta ôm hết, rẻ quá đúng không ạ? Bây giờ là tặng các chị có 90.000 đồng một con áo len nhung với len pha lê và len lông. Các chị bảo làm sao mà nhập được giá này ngoài trường đúng không ạ? Không bao giờ nhập được luôn. Đấy, các chị cứ lên đơn cho em nhé. Không đọc tên các chị có được chốt đơn ạ. Em không đọc tên đâu, tại vì là comment nó đang bị ẩn. Comment ẩn,
Được chưa ạ? Bây giờ là nhìn được comment nào thì em sẽ đọc tên ạ. À, chị ơi. Len pha lê là thứ nhất này. Được chưa ạ? Len pha lê này, len nhung này và len lông là ba cái dòng mà hàng cao cấp các chị nhá. Thế còn những cái dòng len mà dòng kiểu là, đúng rồi, có cả len pha lê, len nhung với lại len len lông, có ba loại nhá. Em trộn hết là mã lộc 8. Được chưa ạ? Rồi bây giờ em sẽ cho các chị một cái mã áo phông nào có đủ size chị. Đây cái này sau cái em. Cái hàng nó về làm hai đợt đi này. Mở là đây đúng không? Ừ. Màu xanh màu trắng. Có đủ size không? Không, không mấy mở là được. Xanh có. Đâu? Kia, có mấy chiếc. Đó, nó có mấy chiếc thôi. Các chị nhìn cho em ạ, như cái áo phông như này các chị này. Rồi hôm nọ đặt ba cái mà không được cái nào. Ôi trời ơi, xin chia buồn với tình yêu nhé. Tại vì là những cái khi mà em sale rẻ là chị nào cũng muốn mua, khách sỉ cũng muốn nhập. Nhưng mà tại vì là số lượng em còn ít đi. Các chị mua những cái áo phông này, dòng này thị trường đang bán là 200 mấy đây các chị này. Các chị nhìn áo cho em ạ, không có cổ. Mấy ngày hôm nay khách hàng không có cổ rất là nhiều luôn. Nhưng mà tại vì nó về làm hai đợt, bây giờ nó chỉ về nguyên được size M ấy. Không biết là ngày mai mới bù được size L cho em không. Nhưng bây giờ cứ lên đi, tại vì là khách hàng em hóng quá rồi. Khách hàng hóng quá, các chị nhìn cho em ạ, tất cả những dòng phông Quảng Châu cho em như này. Ngày hôm nay em tặng các chị nhá. Thế chị ạ, thị trường vẫn đang bán hơn 200. Ok chị ạ, thị trường vẫn đang bán hơn 200.000. Bây giờ em về được trước là màu xanh và màu trắng. Ok chị ạ, em về được trước màu xanh màu trắng. Thường thì nó sẽ có là size MLXL. Nhưng mà hôm nay chỉ về được size M với size L thôi. Sợ mi em còn ít chị ơi, sợ mi em còn ít. Bây giờ em chỉ về được trước là màu xanh với màu trắng. Mã này các chị coi là lộc 9 ạ. Các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ dòng cao cấp nhá. Em tặng các chị mức giá đầu 1 thôi ạ. Giá đầu 1. Màu xanh này, màu trắng. Ui giời chất gì. Có chị nào mua áo phông nhà em không? Đã mua áo phông nhà em chưa? Vào cho em xin feedback với. Tại vì có chị đang hỏi em là chất có mát không kìa. Có chị đang hỏi em chất có mát không? Thì nếu mà em là cái người bán hàng, chắc chắn là em sẽ trả lời 10 đứa bán hàng sẽ trả lời 10 đứa giống nhau. 10 đứa trả lời sẽ có một câu hỏi giống nhau. À một câu giống nhau luôn là chất nhà em đẹp, chất nhà em mát. Đúng không ạ? Nhìn với cương vị như chị thì chị nếu mà chị trả lời thì chị có trả lời là chất em xấu và chất em nóng đúng không ạ? Không bao giờ có. Nhưng mà quan trọng là khách hàng nhận được rồi. Để chị ạ, khách hàng đã mua những cái dòng như này rồi. Lộc 9 nhá. Em tặng các chị 125.000 đồng. Ok chưa? Form dưới 65 cân em chốt đơn. 40 cân đến 65 cân. Em về trước được hai màu. Hàng này nó về từ hôm qua rồi nhưng mà nó về được một chuyến trước và em về trước được hai màu thôi. Chạy nhẽ ra nó có cả đen với đỏ nữa. Nhưng mà em về được trước màu trắng và màu xanh. Ok, đây các chị nhìn cho em ạ. Những cái dòng áo phông này các chị có phải suy nghĩ không ạ? Lộc 9 cho em. 100 bao nhiêu tiền chị? 125.000. Toàn hàng phông Quảng Châu. Để mà về được cái thời điểm như này thì các chị ơi, cực kỳ khó khăn và cước cao. Các chị nhá, 10 cái như 10 luôn như này. Các chị này, em tặng các chị 125.000. Rẻ hơn hàng Việt Nam luôn. Để chạm chất miễn bàn đúng không? Em cảm ơn chị. Nói chung là toàn khách hàng mua rồi, khách hàng vào comment. Chứ không phải em không, em đấy là em cho khách hàng gọi là vào ngẫu nhiên. Để chạm ngẫu nhiên để các chị phản hồi chứ em không nói. Em không cần nói, toàn khách hàng mà nói thôi. Để chạm lộc chín nhanh tay giúp em các chị nhá. 125.000 đồng. Ok, chạm hàng này hàng QL cho em ạ. Hàng QL cực đẹp luôn. Các chị ơi, mẫu này về được bao nhiêu con? Mẫu này được 40 con. 40 con á? Nhưng mà ngày mai nó sẽ về thêm đấy. Tại vì là bây giờ đầu chuyển phát hơn tuần nay sẽ nhận được hàng. Khổ lắm các chị ơi, hàng về đợt này khổ cực kỳ luôn. Đấy, áo màu xanh đẹp không có size lớn, nó có hai size đấy chị. Bình thường nó sẽ có ba size là M, L, XL. Nhưng mà em về được trước hai màu nhá, màu trắng với màu xanh. Chị yêu lấy màu nào các chị lên đâu nào, chất không đẹp giả lại em. Được chưa, chất không đẹp giả lại em. Tại vì các chị là những cái mẫu này ngoại trường người ta còn bán 200 mấy thôi. Toàn bán 200 mấy chục nghìn. Các chị nhìn qua từ cái túi bóng rồi cái tắc nát của nó, các chị biết của nó là hàng của nó chất lượng hay không? Được chưa ạ? 125.000 đồng. Trời ơi, chỗ nào bán rẻ em bán rẻ hơn được chưa? Chỗ nào bán rẻ em bán rẻ hơn các chị này. Chữ này là chữ thêu cho em. Chữ này là dòng chữ thêu cho em chứ không phải là chữ in hay chữ dán gì cả. Được chưa ạ? Áo phông xanh lộc 9, ok chưa ạ? Các chị comment là lộc 9 kèm theo màu với số điện thoại. Mới có 30 cái áo phông của em loan trong tủ, em cảm ơn chị yêu. Rồi ôi, toàn khách hàng tin tưởng, chất mát lừ luôn. Mặc nó không bị nóng, không bị bí mồ hôi.
Được chưa ạ? Hàng này toàn bộ hàng Quảng Châu, cho em không, cái hàng này không phải ở không xưởng các chị nhá. Nhận hàng bốc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái, thanh toán ạ. Đây các chị này, nó sẽ kèm một cái túi của hãng. Được chưa ạ? Các mác đầy đủ xịn sò luôn, cổ phong bọc viền cho em ạ. Toàn bộ là dòng phong theo các chị nhá. Toàn bộ dòng phong theo như này. Em tặng các chị cứ 125.000 đồng. Ok chưa? Nhẽ ra ngày hôm nay về giá nó sẽ cao hơn. Thứ nhất là cước cao này. Và sau đấy là không có hàng. Nhưng mà thôi, ngày hôm nay mùng 1 chị em mình cứ hoan hỉ cho nhau. Được chưa? Chị em mình cứ hoan hỉ cho anh nhau luôn ạ. Chị cho em một mẫu ở trong kia nữa. Nó về được size LXL đúng không? Rồi để em cho các chị một mẫu nữa đi. Chất đẹp không bay không xù. Hả? Nhưng mà thôi kệ đi. Cho các chị hai mã áo phông ngày hôm nay đi. Được chưa? Mẫu này về được hai màu chị ơi. Về được hai màu, quần em mà không có. Toàn hàng đẹp như này thôi. Các chị ơi, giá có hơn 100.000 một tí. Các chị mua ở ngoài thị trường không bao giờ có. Các chị không mua ngoài mẫu này ngoài thị trường luôn. Mà mua nếu mà có cũng toàn 200 mấy. Để cho em nói nhẹ nhàng cũng tầm khoảng là 230, 250. Em tặng các chị ngày hôm nay 125.000 đồng. 125.000 đầu tháng. Để cho em tặng quà đầu tháng các chị ạ. Tại em tặng các chị không đồng thì em không thể tặng được cho tất cả các chị yêu đang xem live của em ngày hôm nay. Nhưng mà để mà bán rẻ thì em làm được các chị nhá. Để em bán rẻ em làm được. Áo da vân, da ướt không, em có da vân. Chị ơi, da ướt thì mẫu cách đây mấy năm rồi thì em không bán nữa. Mà mẫu da vân là mẫu mới chị nhá. Ok chị ạ, lộc chín cho em với. Lấy số to chị lấy 3 cái nữa rồi. Ok, để em tí. Mẫu này em về thêm màu đen này các chị này. Được chưa? Mẫu em có màu đen, mẫu này lộc 10 của em với ạ, lộc 10. Mẫu này em về, nói chung là nhẽ ra em đang đợi nó về đủ màu, đủ size. Nhưng mà nó cứ theo chuyến đi chị. Em đóng của nó mấy nghìn áo nhưng mà mỗi hôm nó chỉ trả cho mình một bao hoặc vài bao chẳng hạn ý. Thì nó sẽ lẻ, nó không đủ size, một lần về nó sẽ không đủ size được hết. Nhưng mà các chị dùng em sốt ruột quá. Các chị dùng em sốt ruột quá, các chị bảo là Loan ơi, bao giờ lên áo không có cổ thế, chị thích mua thêm. Các chị này, mà giá này thị trường ấy giá xỉ không có giá này luôn. Thì chạy nhập vào cũng không được giá này đâu ạ. Mã này các chị yêu coi là lộc 10. Lộc 10 cho em ạ. Hiện tại em đang về trước là size LXL. Thôi cứ về được size nào thì lên size đấy nhá các chị nhá. Cứ về được size nào thì lên size đấy. Để chị nào vừa hôm nay các chị chốt đơn lộc 10 cho em mới. Em có là size L và size XL. Các chị tầm khoảng là bao nhiêu cân nhỉ? Để em mặc thử con size L này trước nhá. Size L các chị tầm khoảng là 55 cân đến tầm khoảng là 60 cân. Còn XL các chị dưới 65 cân cho em. Để chị ạ, XL các chị dưới 65 cân ạ. Em cũng tặng các chị 125.000. Rồi đợt này rẻ thế. Đợt trước chị mua 7 cái rồi, chả lẽ lại mua tiếp à. Chị ơi, phong cổ này không bao giờ lỗi mốt đâu chị ạ. Không bao giờ lỗi mốt. Em nói thật các chị thấy ạ. Đấy, kể cả em bán quanh năm mà những cái dòng phong cổ này em còn bán từ năm nọ sang năm kia được thoải mái. Nhưng mà cái giá người ta sẽ không sale đâu. Nếu mà không năm nay mà không dịch nhá, người ta không sale những con áo phông này đâu ạ. Đấy, các chị mua ngoại trường toàn 200 mấy mà. Cái hàng này không phải là hàng rẻ đâu chị. Cái này không phải hàng rẻ. Để chạm không phải hàng xuống. Các chị nhìn cho em ạ. Lộc 10 cho em nhá, màu đen này. Các chị nhìn cho em con áo này. Toàn bộ hàng không hãng cho em, hàng Quảng Châu. Bên trong nó sẽ có một cái túi đi kèm. Đấy, về trước màu đen màu gì chị? Màu đen, màu xanh, màu hồng, màu trắng thì có biết size L đâu. Đen, xanh, hồng, trắng thì màu hồng, màu trắng. Màu xanh thì em về trước là size L, còn màu đen em có LXL. Đây các chị nhìn cho em con áo này. Đẹp phê đẹp luôn, từ cái túi của nó cũng xịn các chị nhá. Cái túi của nó cũng đẹp các chị này. Nó sẽ có một cái túi xách tay như này. Được chưa? Đợt trước trong vụ em bán đèo nhiều 185-190.000. Đấy là bán rẻ nhất các chị nhá. Bây giờ em tặng các chị 125.000. Ok chưa ạ? 125.000 đồng một áo. Các chị yêu mình lên đơn. Em ơi, mỗi này các chị mặc chơi thể thao này, mặc đi làm thoải mái, mặc đi chơi thoải mái cho em, mặc theo nhóm theo đồ cũ các chị ok cho em thoải mái các chị nhá. Chất đẹp mát ạ, không bay không xù, không bị cắn chỉ. Đây các chị này, em lên cho các chị màu hồng nhá. Màu hồng em về trước size L này. Được chưa? Màu trắng em về trước là size L này, màu xanh cũng về trước là size L. Số lượng có nhiều không chị? Số lượng có, thoải mái. Chị để chỗ nào nữa không? Không. Đây có mẫu này có bằng này cái thôi. Nguyên size L á? Nguyên size L. Màu xanh có nhiều không? Xanh cũng có đây, ít hơn chục. Nói chung là chủ yếu màu đen đúng không? Rồi ok. Đấy chị ạ, chủ yếu lộc 10 này có màu đen. Đấy chị ạ, lộc 10 có màu đen này. Hồng em chỉ có vài chiếc thôi ạ. Đấy chị ạ, hồng chỉ có vài chiếc size L đấy ạ. 55 đến 60 cân các chị nhá. Size L của màu hồng các chị 55 cân đến 60 cân các chị lên đơn. Đấy ôi này. Đấy chị ạ, có giấy chống ẩm nha các chị luôn ạ. Có một giấy chống ẩm này.
À, M mẫu này chưa về được size M chị ơi. Em bảo rồi, nó về thì chắc ra là vẫn về đủ size. Nhưng mà nó cũng về chuyến trước chuyến sau ấy. Có bây giờ gửi chuyến phát cực kỳ lâu luôn. Chứ không như mọi khi là không có dịch, là có nghĩa là xe lưu thông nhiều. Nhưng bây giờ cấm xe hết làm gì có xe đâu chị. Đấy, chị nhìn trên tông màu hồng này. Nhìn cái cổ áo cho em các chị nhá. Đấy chị ạ, nét căng không một đường chỉ lỗi, không một đường chỉ thừa luôn. Đấy chị ạ, 125.000 đồng chị Hà Phương Thảo ơi. Các chị lên đơn hàng cho Hà Lộc 10. Lộc 10 và kèm số điện thoại cho em bảo rồi nhận hàng không đẹp giá là em. Được chưa ạ? Với cái giá tiền các chị bỏ ra nó quá xứng đáng luôn. Toàn bộ hàng 200 mấy thì em tặng các chị là 125.000. Màu hồng em chỉ về được size L các chị, 55 cân đến 60 cân. Được chưa ạ? Màu hồng này, màu trắng và tông màu xanh cho em. Được chưa ạ? Hồng trắng xanh. Đấy, cứ từ khoảng 54 cân đổ lên là mặc được. 53 54 cân đến tầm khoảng 60 62 cân. Các chị cũng thoải mái cho em, tại vì áo phông nó dễ mặc lắm. Áo phông nó dễ mặc và tất cả cái hình là hình theo cho em các chị nhá, hình là hình theo. Khước nhà em bao nhiêu là sao chị? Nói chung là ship toàn quốc đồng giá là 30.000, trong tỉnh Tuyên Quang là 20.000, còn ngoại tỉnh Tuyên Quang là 30.000 đồng. Ok chưa ạ? Đây các chị nhìn cho em tông màu trắng này, lộc 10 cho em màu trắng này, lộc 10 cho em của màu hồng này các chị này, lộc 10 màu đen và lộc 10 cho em tông màu xanh ạ. Kèm số điện thoại cho em. Ok chưa ạ? 125.000 đồng, quá rẻ. Được chưa ạ? Quá rẻ luôn. Quần em mặc không có bán đâu tình yêu, quần em mặc được gần 3 năm nay rồi. Quần này em mặc gần 3 năm nay rồi. Cho đi rồi. Rồi nó còn phai, nó còn sắc bạc hết cả quần rồi, các chị vẫn hỏi. Đây màu xanh đây chị ơi, màu xanh đây hình thêu nhá. Ok chị ạ, hình của nó là hình thêu hết, thêu của nó thêu tay cho em, nó không bị, các chị không phải lo là giặt nó bị bong ra đâu các chị này. Ok chị ạ, giặt không lo bong nhá. Lộc 10 của em với. Ok chị ạ, lộc 10 và kèm số điện thoại cho em. Nhưng mã này nó về nguyên size M này, tôi lên size M luôn đi. Đấy chị làm một chút được size L đấy các chị. Các chị chuyển sang cái mã này có size M này. Rồi em qua mẫu nha các chị nhá. Nó sẽ có 3 màu đấy ạ. À 4 màu thì phải. Lộc 10 em có 4 màu nhá. Đen, hồng, xanh, đen. Đây mẫu này lộc 10 mục đi. Đây mẫu này thì nó sẽ có cả màu xanh. Ủa màu xanh đẹp chưa? Màu đấy đẹp hả? Ôi mẫu này đẹp chưa, nhưng mà về được nguyên xanh mờ khổ tâm em chưa này. Em về hàng này từ hôm qua rồi. Nhưng mà em không dám lên. Tại vì nó không có đủ size. Em đang đợi về chuyến sau thì nó đủ size ấy, thì em mới bán, nhưng mà hôm nay khách cứ hỏi ấy. Khách cứ hỏi em ơi em đang áo phông mà em chưa bán à. Đấy Loan ơi bán áo phông đi. Đang áo phông làm chị hóng mãi. Nhưng mà thôi hôm nay cứ về được size nào em bán size đấy trước nhá. Thế được không ạ? Lộc 11 lên đơn cho em. Các chị nhìn màu này. Em về được nguyên size M chưa? Được chưa, em về được nguyên size M thôi. Các chị lên là lộc 11 kèm số điện thoại cho em màu xanh này. Ôi ai bán được rẻ thế này các chị. Không có quần thể thao về được đâu. Em bảo rồi hôm trước em chỉ về được hơn 300 quần mà ngày hôm nay hết sạch rồi. Các chị lên đơn hàng cho lộc 12, à lộc 11 đúng không? Ôi đẹp lắm luôn, các chị nhìn cho em cái viền cổ áo này các chị này. Toàn bộ dòng phung hãng cho em. Được chưa ạ? Chị tình trai comment lại mã hàng cho là lộc 10 đi. Comment là lộc trắng hồng, em không biết chốt mã nào luôn. Ngày mai nhân viên em là các bạn sẽ không chốt được đơn đâu ạ. Mã này lộc 11. Được chưa ạ? Màu xanh này, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, 4 màu cho em. Vàng, xanh, trắng, đỏ, 4 màu nhá. Hôm nay các chị trên 40 cân, đến tầm khoảng là 55 cân đổ về. Đẹp chưa? Được chưa ạ? 40 cân đến 55 cân đổ về cho đơn toàn bộ hàng không tàu cho em. Các chị nhìn áo này, khoe như con tê tê, 125.000 đồng ngày hôm nay. Em về được nguyên size M nhá. Em Loan ngày hôm nay về được nguyên size M thôi. Chị nào vừa mẫu này size M các chị chốt. Ngày mai về size L bán size L sau, nhưng ngày hôm nay về được chiếc size L, à size M trước. Đấy, bây giờ là về hàng nó khó này thôi. Các chị ơi ạ, cứ về được cái nào mình bán cái đấy trước ạ. Các chị lên đơn hàng cho Lộc 11, kèm số điện thoại cho em. Các chị ơi, vàng nó không phải là vàng chanh nhá các chị nhá. Vàng nó là vàng nghệ, vàng đậm ý. Hình cho em này. Em ơi, cầm một cái áo nó sướng tay. Đấy chị ạ, cầm một cái áo nó sướng tay như này luôn. Lộc 11 cho em ạ, 125.000 đồng. Trắng có hàng không chị nhờ? Trắng có mấy cái thôi. Đấy chị ạ, có đen luôn các chị này. 4 màu các chị nhá. Có 4 màu cho em ạ. Đỏ thì em chỉ có lẫn vào một cái thôi này. Sao lại có mỗi một cái lẫn vào này? Em ơi, đỏ nó có mỗi một chiếc, nó lẫn vào, nó sót vào thôi ạ. Ngày mai chị nào được thì ok nhá. Đấy chị ạ, lộc 11 cho em có về nguyên size M. Các chị nào từ khoảng là dưới 55 cân đổ về các chị chốt đơn. 40 cân đến 55 cân đổ về em chốt đơn mẫu này. Áo khoác thì đằng sau, áo khoác gió á, khoác gió tí em bán. Đây màu vàng các chị này, màu vàng này, màu đen, màu xanh, màu trắng.
vàng đen xanh trắng và kèm số điện thoại cho em ạ, chất phê hết luôn. Những chị nào trước mua hàng này như em có rẻ cũng là 185 đến 190 nghìn. Đấy, chạm thị trường vẫn đang mắc 250, thị trường đang là dao động của 230, 250, 280 tùy shop bán. Em tặng các chị mức giá là 125 nghìn đồng, các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Màu xanh này có ít đúng không? Màu vàng này có ít, chủ yếu là có màu đen thôi. Chủ yếu là có màu đen nè, còn vàng với xanh với trắng thì có ít lắm. Lộc 11 có đúng một chiếc màu đỏ. 56 cân mặc được size M, nhưng mà tùy chiều cao của chị nữa nhá. Nếu mà người chị gọn chị cũng mặc được size M, em 54 cân này. Em cao 1m58, em vẫn mặc được size M. Được chưa? Tại vì áo phông có rất là dễ mặc luôn. Chị yêu lấy comment luôn là mã lộc 11 ạ. À. Lộc 11 kèm theo số điện thoại cho em 100. Tổng ngày hôm nay về được mấy trăm phông nhỉ? 290 300 phông 300 298. Ngày mai mới về được thêm, mà không, người ta hẹn em là ngày mai là về được hàng, nhưng không biết là ngày mai có trả đủ không nghe này chị ơi. Cái chạm lộc 11 nhá, đây đen này ạ. Nhìn túi áo nhỉ, nhìn đã thấy phê đúng không ạ, nhìn thấy sướng, đã muốn mua rồi đúng không ạ. Đấy, nhìn từ cái túi bóng rồi cái tóc mát đã muốn mua hàng rồi. Mã này lộc 11 nhá các chị nhá, lộc 11 kèm số điện thoại cho em ạ, tông màu đen. Nhìn nó sang như thế này mà các chị. Được chưa? Shop người ta bán lẻ các chị là 250-300 nghìn một cái. Shop nào bán rẻ cũng phải 230. Được chưa? Shop nào bán rẻ cũng phải 230 nghìn. Và những cái dòng phông các chị mặc đi làm gọi là nó thoải mái. Ok chưa? Mặc đi làm thoải mái, không gọi là mặc đi làm đi chơi các chị mặc theo là chơi thể thao này, mặc đồng phục các chị rất là đẹp luôn. Chị ơi không ôm đâu chị. Đây chị này em 54 cân này. Nói chung là 55-56 cân các chị thoải mái cho em. À phông nó co giãn mà chị, chứ không phải là chất phông co giãn. Rồi lộc 12 có màu đen chị ơi, à lộc 11 có màu đen. Đây chị này, màu đen đây. Đen trắng nhá, trắng thì nó chỉ có lẫn vài chiếc màu trắng thôi. Nó có lẫn vài chiếc màu trắng, các chị nhìn cho em này, lộc 11 ạ. À. Đấy, trắng đen chủ yếu là có màu đen nên các chị yêu. Màu đen này. Lộc 11 có kèm số điện thoại cho em. 125.000 đồng, em bao giá thị trường luôn. Được chưa? Không ai bán được các chị áo phông có cổ mà hàng Quảng Châu mà mắc QL này giá các chị hơn 100.000 tí đi như thế này đâu. Giá xỉ đã nhập vào rất là cao rồi các chị nhá. Giá xỉ và giá cao rồi. Đó, chất vải toàn bộ là 100% chất cốt tông lạnh. Chất của nó là chất cốt tông lạnh nha chị Vũ Đức ơi, chứ không phải chất điếp nha chị nhá. Chất cốt tông 100% chất cốt tông lạnh cho em. Chất nó mát lắm ạ. Đấy, em phải nói luôn các chị thế. Nhận hàng các chị yêu được bóc hàng kiểm tra thoải mái. Được chưa? Được bóc hàng kiểm tra thoải mái, em qua mẫu này. Rồi chốt lúc nãy giờ em chả biết là có đủ hàng để ngày mai chốt cho khách đâu. Em chỉ có đúng bằng về được bằng ngày trước thôi. Mẫu nào nữa không chị? Em cũng phải có màu đỏ. Em có màu đỏ. Đây, con lộc 12 thì ông em mặc con XL đây này. Chị góc bộ cọc em ở trong kia ra đây không? Rồi em qua mẫu nhá. Chị ơi comment đúng mã hàng cho em với. Chị gì kìa? Màu đen 50 cân thì em không chốt đơn được như thế nhá. Các chị cứ comment đúng cú pháp cho em ạ. Lộc 11 cách số điện thoại ạ. Ngày mai các chị chọn màu sau cũng được, nhưng quan trọng các chị bây giờ các chị cứ comment đúng cho mã hàng. Mã này là lộc 12. Để chặn lộc 12 cho em. Em nghĩ nhiều khi là người ta bán các chị những cái hàng phông, các chị đi chợ ấy, những cái hàng phông mà rẻ rẻ, cái hàng xưởng người ta các bạn, người ta cũng bán các chị 100 mấy một cái, chứ không có rẻ đâu đúng không ạ. Mà hàng nếu khi là hàng chất zip thì tăng bán các chị 140-150. Toàn bộ hàng em các chị mua thị trường toàn hơn 200 nghìn, toàn bộ hơn 200 nghìn. Da vân từ em lên sau nhá. Áo da thì em thấy da các chị đang mua trong vụ của nó 400 mấy, hơn 500 nghìn, em chỉ bán các chị hơn 200 nghìn thôi. Mã này lộc 12 cho em này. Một lộc 12 có màu đỏ nhá. Lộc 11 nó không có đỏ thì em chuyển sang mẫu lộc 12 nó có màu đỏ. Có sai chứ chị, nghe có sai, có số áo phông đều có sai hết chứ. Ít khi nhà em áo bán áo phông hàng free size á. Đây là size M, size L, màu đỏ em có ML, XL các chị nhá. Màu đỏ có phong các chị dưới 65 cân. Ủa cái viền nó đẹp chưa? Này các chị này, cái bo tay cho em này. Mã hàng lên đơn hàng cho là lộc 12. Nhanh tay nhá, mẫu này có ít thôi. Cọc ở kia là size gì chị? Có đúng rồi, cái viền em thấy nó giống mà. Đúng không? Ok, quay chữ nào, quay chữ nào. Không, đây. Chết rồi, không biết là nó về hàng này không ấy này. Đừng bảo là có nguyên size M mẫu này nhá. Đây. Màu trắng này. ML, rồi ML, ML, ML có hai size. Hai size, trắng. Màu đỏ thì có XL luôn đấy. Màu đỏ có XL. Mẫu này các chị có vẻ lộc 12 ạ.
Lộc 12 có thêm màu đỏ. Đỏ trắng đen, 3 màu. Ơi. Áo cải nâu à? Cải nâu nào? Cải nâu mặc là cái nào? Đấy chị ạ, lộc 12 cho em. Form đẹp lắm các chị ạ. Nó không dài quá mà không bị ngắn quá. Chất phông nó mát lạnh luôn. Em ở cây 25 Hàm Yên, Tuyên Quang, chị Tuyết Trần ơi. Đấy chị ạ, em ở huyện Hàm Yên. Các chị còn lộc 12 cho em bằng tiền luôn ạ, 125.000. Món này vẫn đủ size các chị nhá. Hôm nay món này về được đủ size của màu đỏ này. MLXL 40-65 cân. Màu à, áo này là chụp ảnh nhá. Em chả biết em để chỗ nào ấy. Nó còn một chiếc treo thôi. Cái gì mà ờ được mà chị toàn thế là sao? Khách hàng tinh mắt, các chị yêu nhìn từ cái áo ấy. Chỉ cần em dơ cái túi phát là các chị biết của nó là hàng của nó là gì đúng không ạ? Lại đắt thì lại rẻ. Đây, trắng đen này, đỏ này, ba màu. Màu đen nó về được trước size M đó các chị nhá. Màu đen ở ngoài kia có size L không chị? Đen có. Màu đen thì có ML, nói chung là 40 cân đến 60 cân màu đen. Màu trắng cũng có size các chị dưới 60 cân. Màu đỏ có size dưới 65 cân. Nó là dòng cốt tông lạnh mà chị Huệ Nguyễn ơi. Áo cốt tông lạnh cho em. Nó chất nó đẹp lắm, nó không bị nóng như cái hàng rẻ đâu chị ạ. Chất nó không bị nóng như hàng rẻ. Các chị nhìn qua cho em ạ. Cái túi bóng, cái tag mark của nó các chị biết rồi. Được chưa ạ? Đây các chị này. Đỏ này có XL này. Đấy. À trắng cũng có XL. Trắng có size dưới 65 cân nhưng mà nó còn ít thôi. Mẫu này là mẫu lẻ đấy chị. Toàn bộ mẫu lẻ và số lượng ít thì giá này em vượt được giá sale. Em nói thẳng luôn là giá này em vượt được giá sale ấy. Chứ còn là giá chính phẩm của nó không có giá nhập như này đâu. Kể cả nhập 125.000 cũng không có. Đấy, giá này em tặng các chị có 125.000 là giá lẻ ngày hôm nay các chị nhá. Các chị lên đơn hàng cho em ạ. Xỉ em không bớt được nhiều đâu. Tại vì là giá ngày hôm nay là mùng 1. Để chạm mùng 1 cho em chỉ muốn bán cho nó nhanh thôi. Chỉ muốn bán cho nhanh nhẹn thôi. Ok chưa ạ, 125.000. Còn những cái mẫu này em không bao giờ em sợ ế. Tại vì nó không bị đuổi theo mốt, không bị lỗi mốt. Lộc 12 cho em ạ, những cái logo này các chị này, đơn giản càng không bị mất mốt. Được chưa ạ, càng đơn giản không bị mất mốt. Những cái mẫu mà nó càng lè lè này, nó càng kiểu là hoa lá cành thì nó sẽ là rất là nhanh lỗi mốt. Đấy, và nhất là phông ngột cổ thì không bao giờ sợ. Các chị ơi ạ, mã này lộc 12 cho em nhá. Chị Thỏa Long rồi, ok. Chị Hà Nguyễn có này. Chị ơi 125.000. Các chị nhiều khách quen chẳng bao giờ hỏi giá luôn ấy. Các chị nào khách quen mua quen em mấy năm nay rồi, các chị biết là nhà em bán rẻ không bao giờ bán đất bằng ngoại trường. Nên là các chị thấy mẫu nào đẹp các chị chỉ chốt thôi. Đấy, còn đến nhiều khi hàng nữa các chị cũng không thèm kiểm tra luôn. Đấy, chị Đặng Thu gì có ạ, Tiến Tị rồi, ok ạ. Lộc 12 chị Diễm Hà có đơn nhá. Màu xanh nữa cho đủ màu. Màu xanh em có màu xanh rồi, có xanh lá với xanh dương đó chị. Lúc nãy em về có cả màu xanh lá xanh dương đi đây. Mới lộc 12 cho em. Đỏ, xanh. À quên, đỏ trắng đen ba màu các chị nhá. Đỏ trắng đen ba màu cho em ạ. Lúc em còn chưa lên mẫu nào màu trắng đúng không? Nói chung màu trắng là cái màu mà truyền thống rồi. Ba cái màu là đỏ đen trắng là màu truyền thống. Đấy các chị thích các chị lên đơn ạ. Năm nào để không có cổ nó cũng phải có ba cái màu này. Nhưng em không miễn ship các chị ơi. Để chọn nếu các chị thích miễn ship em chỉ bằng bán bằng giá ngoại trường thôi, 250 một cái miễn phí ship thoải mái các chị. Ok chưa ạ? Mà em nói luôn hàng này em bán hàng Quảng Châu chứ không phải hàng xưởng hàng rẻ. Đấy. Bình thường các chị nhiều khi các chị cứ hỏi em miễn ship em buồn lắm thực sự luôn á. Em chỉ muốn bán nếu mà em các chị thích miễn ship ý, em bán chỉ em bán bằng tiền ngoại trường người ta bán lẻ một cái này thôi. Hơn 200. Được chưa ạ? Em miễn ship thoải mái. Chứ không có chuyện em bán rẻ em miễn ship đâu chị ạ. Không có chuyện em bán rẻ miễn ship đâu. Cái gì cũng có giá của nó. Rồi lộc 12 chị đào thuốc trắng lên trắng cho em này. Em màu trắng một viền nó như thế này các chị nhá. 125.000. Giá này xỉ cứ đòi lấy nhiều thế này nhưng mà em không có về được nhiều đâu chị. Em về được có mấy trăm áo thôi. Pyjama, pyjama đợt này em không về pyjama. Ôi em đang mặc size gì nhỉ chị? Size to rồi. Chắc em lấy size to sao? Phải không? Xem vào cái tủ áo này. Mà không này đâu, không này này, không này đâu, gắn nhầm mà. Hôm nay không rộng. Rồi, các chị lên đơn cho em ạ. Phông các chị mặc rộng rộng một tí cho nó thoải mái nhá. Để chạy những cái phông bóng cổ các chị mặc đứng ôm sát quá. Đồ thể thao à? Nhà em có đồ bộ ấy chị ơi. Chị ơi cái bộ mà bộ hàng Quảng Châu mà bộ cọc ấy.
thì mình trông cái còn nguyên size M. Bán nốt các chị đi. Ok chị ạ, chị nào chốt lộc 12 các chị lên đơn nhá. Nói chung là ngày hôm nay phải đợi bao nhiêu ngày về, phải chị ạ, đợi bao nhiêu ngày mới về được một ít không có cổ. Mà các chị hỏi bao nhiêu ngày hôm nay rồi ý, nhẽ ra em bị đợi vài hôm nữa, lúc nào nó về đủ hàng em mới lên ý. ML đây đúng không? Có chị nào đã nhận được bộ của em chưa? Chị đưa cho em cái áo này màu đen với, để cho tách thử với, xem thử. Đây màu đen đây, thử luôn màu đen nhá. 2 tháng hè chưa sưu tầm được cái nào, mai chốt cho mình mấy cái nhé. Ok luôn, ngày mai cứ nghe máy là chốt đơn được chị Thỏa Long ơi. Đây chị này màu đen đây ạ. Đây nhá, bên trong nó sẽ có một cái túi, một cái túi bóng của hãng. Để chạm một cái túi của hãng như này này. Một cái giấy chống ẩm này, cho nên là mình bóc cái áo ra lúc nào nó cũng khô, nó không bị ẩm ướt. Đấy chị ạ, đấy nó sẽ có giấy chống ẩm bên trong luôn chị em mình luôn nhá. Mã này các chị cứ lên cho em là mã gì ạ, lộc 12. Bộ thu đông chất đẹp thật, em cảm ơn chị. Bộ của em là hàng 400-500 nghìn mà chị. Bộ nào rẻ cũng phải hơn 400. Đấy chẳng qua là em vẫn được giá sale thôi chị yêu. Bây giờ em có hạn, em cũng không nhập được hàng đấy nữa ấy. Bây giờ còn gì bán đấy thôi, áo hát gì nhỉ em còn chị Vi Phương nhá. Ê chị nào lấy màu đen các chị lên đơn, tác mắc đầy đủ các bác ơi ạ. Đấy chị ạ, hàng còn nguyên đai nguyên kiện, chẳng qua là dịch thế này người ta không đi được hàng thôi ạ. Người ta phải đóng cửa, tất cả các chợ đầu mối hiện tại đang đóng cửa. Cứ ra khỏi nhà bị phạt thì làm sao mà bán được hàng đúng không ạ. Cho nên chị em mình cũng được mua giá rẻ như này thôi các chị. Đấy chị ạ, lộc 12 màu đen. Đây em dơ màu thôi nhá, mặc một cái lên thôi, còn dơ màu thôi cho nó dễ, không cần phải mặc hết lên. Chị nào thích màu nào các chị lên màu đấy. Lộc 12 trên màu đen. Màu đen có size M, size L nhá. Để chị ạ, lộc 12 trên màu đen và kèm số điện thoại cho em ạ, 125 nghìn. Em qua mẫu này. Đây các chị ơi, lên đồ bộ luôn đây. Có chị nào nhận được bộ này anh em chưa? Để chị ạ. Rồi chị Nguyễn Hoa, chị Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Hương. Rồi ok, không cần đọc tên, các bác vẫn được chốt đơn bình thường nhá. Thì máy tính nhà em vẫn đang nhận đơn ạ. Mã này các chị comment là bộ này lộc 13. Hôm đầu tiên mình về là bán 230 nghìn nhá. Đấy chị ạ, thị trường đang bán là gần 400 nghìn một bộ, hoặc trên 400 nghìn. Các chị nhìn cho em này, bộ này hàng Quảng Châu cho em. Bộ này còn size gì nhỉ, ML đúng không? Nó vẫn còn size M với size L. Các chị lên đâu là lộc 13. Lộc 13 và kèm số điện thoại ạ. Đây, áo thùng hơi, chất sướng lắm này các chị này. Form này các chị trên 50 cân đến tầm 65 cân các chị nhá. ML 50 đến 65 cân ạ. Dịch như nhà em vẫn đắt hàng, như không dịch cũng ảnh hưởng nhiều ấy chị Xuân ạ. Tại vì là những cái chị ở vùng dịch là bọn em không ship được. Ngày giảm đấy, một ngày nhà em không biết là giảm mất bao nhiêu đơn hàng. Vì lý do là vùng dịch không ship được hàng ấy. Thực ra là khách vẫn muốn mua. Tại vì bây giờ là dịch giã này nó rẻ mà chị. Khách muốn mua lắm nhưng mà lại dịch lại không ship được hàng ấy. Cho nên là bị giảm nhiều mà, cái doanh thu bị giảm nhiều. Nhưng mà đổi lại là mình được nhập hàng giá rẻ. Đổi lại là mình được nhập giá rẻ. Đấy, như chị em mà không phải ở vùng dịch, các chị tranh thủ cái thời điểm này là hàng hóa và quần áo là rẻ nhất luôn. Các chị comment lộc 13 cho em. Có chị Thùy Dung ơi, đợi em tí. Nếu mà bộ thể thao tay dài bây giờ là hàng thu đông rồi. Chứ bây giờ nhà em cũng không nhập hàng hè của bộ dài tay nữa. Đấy chị ạ, bộ tay lỡ. Đây bộ này các chị có lộc 13. Ngày em sale các chị nốt là 200 nghìn. Ok chị ạ, hàng Quảng Châu cho em. Em có 2 size ML 50 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Chị nào ngày hôm nay nhanh tay được, em còn bằng ngày bộ thôi ạ. Em còn bằng ngày bộ của hàng Quảng Châu cho em ạ. Sale 200 các chị nhá. Sale 2, à có cả XL này. Có form đến 70 cân luôn. Chị yêu em từ 50 cân đến 70 cân của em với. 50 cân đến 70 cân, lộc 13 nhá. Đẹp lắm, cái áo còn là áo tông hơi. Áo tông hơi cho em. Sao lại nhìn lại ra đây thế? À, ai bảo trả hàng? Trả hàng gì? Còn bao nhiêu bộ? Còn có chục bộ thôi. Còn có chục bộ thôi. Các chị ơi, em còn có 10 bộ thôi. Bon chen thế nhở? Thế bây giờ con bán bộ này của mẹ thì con nói như nào để bán được hàng? Giới thiệu đi. Tủ chật hàng, có XL chị ạ. Có XL đến 70 cân đổ về chị Dương Vân Anh ơi. Chị ơi, bộ này còn chỗ nào không?
còn mỗi mã này 3 bộ nữa. Ôi ạ, bộ này em còn hơn 10 bộ nhá. Không có bộ này còn đủ với chị Phương Loan ơi. Trời ơi, người ta còn đang muốn tìm quần lỡ, quần dài. Tại vì bây giờ chuẩn bị sang thu rồi mà chị. Đang chuẩn bị sang thu rồi. Em còn có bằng này bộ thôi. Em tặng các chị một, à quên, 200.000 nhá. Bộ này của nó là rẻ nhất, thị trường đang bán là 390. Thị, à đâu? Phải không nhỉ? Ở đâu chỉ có ba mấy thôi cơ mà. Còn nó sang ra lại gạ gẫm để lấy xin đồ mà. Rồi lộc 13 em qua mẫu nha. Lộc có cái váy nè. Ôi đẹp ơi là đẹp. Hôm qua cháu mặc cái này rồi. Đẹp lắm, khi vừa nặng, khi vừa nặng của cháu ấy. Biết chân tái bộ này chị có vừa, chị mặc XL là vừa đấy. XL hoặc size L nó chung là tùy chiều cao của chị đấy. Cái này đấy này. Ai trả hàng đấy chứ? Đấy đẹp. Bóng. 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 Ai trả hàng đấy? Ai, ai trả con, ai trả về đây? Chị Bông. Chị Bông trả với đôi sản xuất à? Chị Bông à, không bom, có bom hàng không? Có à. Con phải mang về sau đây. Mẹ như kiểu là Bông miệng ấy. Bây giờ con vào trong kề cho mẹ bán hàng nhá. Hân. Bây giờ phải bán được hàng mới có tiền mua kẹo chứ. Hân. Thế mai có muốn mua kẹo không? Có. Có muốn mua đồ chơi không? Có. Thế đi vào trong kia để mẹ bán hàng. Ừ. Ok. Ok như nào? Thôi xin bà vào ra đây đi. Thôi đi ra kia cho mẹ bán đi hàng nha. Trả về bà Hòa thớt bây giờ. Trả về bà Hòa. Ôi, bộ này còn mỗi 3 bộ thôi chị ơi. Bộ này còn đúng 3 bộ thôi chị ạ. Hà Nội không ship được rồi chị ơi. Bộ là treo 200.000. Bộ này sáng 200 đấy. À Quảng Châu đẹp lắm chị này. Đi chơi giờ mới về chị ạ. Nó đi chơi, nó như là lời nó là lang thang như là chó hoang mèo lạc. Mẹ mải mà đàng, con cứ gọi là lang thang khắp xóm luôn. Đến 9 rưỡi 10 giờ đêm mới thấy con về. Chặt bộ này không vừa. Rồi mặc. Rồi mặc á. Bộ đấy con mặc sao vừa được. Bộ đấy em bé thôi. Ủa em mỗi lần ra quán nó lại làm cho mấy bộ quần áo này. Mẹ đến đâu ra lãi cho con. Bộ đấy bộ size bé làm sao mặc vừa. Bộ này bé. Thôi cho nhiều quần áo lắm rồi. Không có chỗ nào mà đến em bút cho đâu. Này bộ này là lộc 14. Cái này em còn đúng 3 bộ size M đây ạ. Để mẹ điện cho bà ra đón con nhá. Còn đây con nói to lắm. Ba mẹ. Thế bây giờ con có vào kia không để cho mẹ bán hàng? Bình Dương không ship được rồi. Đợi em một tí. Còn lộc 14 thì em còn xuống ngay CM 64 cân. Chị mặc con XL cho em được mới ra nhá. Đi vào trên kệ điện thoại. Công mẹ gọi điện 1 phút mốt bà ra bà đón con bây giờ đấy. Nghe rõ chưa? Bộ này còn 3 bộ đấy chị này. Bộ này cũng là quần lỡ size M này. Thôi cũng cho một mã luôn đi chị nhỉ. Nói chung là những vùng nào không phải là vùng phong tỏa thì em sẽ bình thường. Đấy bộ này size M luôn các chị này. Size M nhá chị nhá. Sale nốt 200 còn đúng 3 bộ lộc 14 ạ. Còn đúng 3 bộ của bộ lộc 14 các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ, sale 200. Đấy form này các chị tầm 58 cân thôi chị nhá. Được ạ. Ok chị ạ, 50 cân đến 57 58 cân em chốt đơn lộc 14 ạ. Size M. Bộ đang mặc sale 200 ạ. Chị Biên Hòa Đồng Nai mới có ship được không nhỉ? Bây giờ chị Đồng hỏi Nai em. Không. Đồng Nai này nhiều lắm. Đồng Nai này nhiều lắm á. Chị ơi bây giờ chị hỏi em trên live này thì em cũng biết được là chỗ vùng nào ship được, chỉ có nhân viên thì các bạn ý là thường xuyên chốt đơn và các bạn ý biết là vùng nào đang gọi là không ship được hàng, vùng nào ship được hàng thôi. Đấy lộc 14 đó chị nhá, em còn nguyên size M. Đồng Nai 614k. Hôm nay Bình Dương đã vươn mình lên 322. Thôi lộc 14 còn 3 bộ nhá, size M đấy ạ, 50 58 cân. Xem 200.000. Ok chưa ạ, 50 cân đến 58 cân ạ. Bây giờ là áo len nhé các chị nhá. Em đây các chị như cái mà áo len. Chị ơi tùy từng vùng thôi. Với lại là bên chuyển phát người ta không nhận đơn ý. Chứ còn bọn em mà em cũng muốn bán chứ chị. Em bán em được tiền mà ai chẳng em chẳng muốn bán. Nhưng mà người ta không ship được đến nơi ý. Bây giờ là gửi đến là người ta cũng không nhận đơn nữa ý.
với lại ship hàng vất vả lắm ý. Những cái vùng dịch là ship hàng cực kỳ vất vả luôn. Bưu tá gọi là shipper, người ta đi ship hàng gọi là cực kỳ là khó khăn. Mà nhất những chị nào mà gọi là các chị đến nơi, các chị mà có ý định bom ý, thì chị gọi đi gọi về xong là hứa hẹn các kiểu luôn là vẫn không nhận ý, mệt lắm. Nên HD đi à, cho em một mã HD với. Em lên các chị một mã HD nha các chị nhá. Lộc 14 không có bộ quần dài đâu, bộ quần dài em hết từ hôm nào rồi ý chị. Làm gì còn đâu. Bộ quần dài hết lâu, bây giờ chỉ còn bộ quần lỡ thôi. Bộ tay dài á. Lên bộ thu đông à. Lên một mã này nữa xong em lên bộ thu đông nhá. Có cả áo len, len mông tơ ghi nữa. Hôm nay len mông tơ ghi em xả hết. Đấy, chốt nửa tháng vẫn chưa thấy hàng đâu à. Chị Đặng Hồng cho em số điện thoại em kiểm tra đơn với. Đây. Màu để có những màu này. Đây à. Mẫu này các chị lên là lộc 15 mẫu em với ạ. Lộc 15. Màu nâu có xe gì? Nguyên xe màu. Tất cả đều còn nguyên xe màu á? Đỏ còn xe là nguyên đỏ xe là. Nguyên có màu đỏ thì còn xe L. Còn tất cả các màu chỉ còn xe M. Hàm Yên, Tuyên Quang có ship được không em? Tùy thôi anh ơi. Tùy thôi. À, miền Tây giờ muốn ship hàng. Bây giờ nếu mà chị nào mà chắc chắn là những cái chỗ mà các chị ship được ấy thì các chị chuyển khoản 100% đơn hàng em đi đơn nhá. Chứ nhiều chị hôm nay cứ gọi điện ý, thì bọn em bảo là vùng đấy dịch không nhận được đơn ý, các chị bảo là chỗ khác vẫn nhận đơn bình thường và sau em lại không bán. Thực ra là người nào bán hàng thì like người ta muốn có đơn đúng không ạ? Nhưng mà các chị nhiều khi các chị nói, có một số chị nói như kiểu là chửi ý. Các chị bảo là hay là không muốn bán cho chị thì nọ thế kia. Mệt ghê ý. Thế em bảo thôi, nếu mà chị nằm chắc chắn là những cái vùng đấy mà mình vẫn ship được hàng, mình vẫn nhận được đơn hàng, các chị cố gắng là chuyển khoản cho em 50% đơn hàng hoặc là chuyển khoản 100% cái giá trị đơn hàng của em muốn em đi đơn nhá. Chưa ạ? Mã này là lộc bao nhiêu chị? HD này. Lộc 15. Lộc 15 à? Còn nguyên size M đúng không? Được chưa? Thôi lên nguyên size M cũng được. Lộc 15 các chị lên đơn ạ. Háo HD cho em. Hàng HD. Size M các chị 40 cân đến 54-55 cân. 40 cân đến tầm 54-55 cân em chốt đơn. Giá tặng các chị nốt này. Haji thị trường đang bán hơn 300 nhé các chị nhá. Áo phông. Em đang có màu nâu này, màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Nâu, trắng, đỏ, xanh, vàng. Các chị ấy mình lên đơn và kèm số điện thoại ạ. Em tặng các chị yêu nốt là 119.000. Được chưa ạ? Phê chưa? Phông xịn cho em các chị này. Hàng Haji cao cấp các chị nhá. Em tặng các chị nốt là 119.000. Áo da em có, cái gì cũng có mà chị. Mã này lên đơn cho là mã gì nhỉ? Cho em xin lộc 15. Lộc 15. Ok chị ạ, lộc 15, cách số điện thoại cho em. Màu xanh các chị này, màu xanh này, màu nâu này. Em ơi, chất phông nó mịn cực kỳ luôn, nó không bị nóng các chị nhá, không bị nóng, không bị mai, không bị xù, không bị phai màu. Giá thị trường đang đúng rồi. Khổ lắm, bây giờ dịch đã ai biết làm thế nào chị. Mà nhất là gặp những mà thành phần mà bom hàng ấy. Eo ơi, shipper người ta gọi là vất vả dã man luôn. Người ta ship được đơn hàng người ta được có mấy nghìn thôi, 3-4 nghìn thôi ấy. Mà gặp phải bà nào người ta bà cái bà hành cho đi 5-10 lần thì cái gì? Con chúc mẹ bán hàng cái gì? Bố đi anh em đi ra kia. Đây, lộc 15 này. Các chị nhìn màu mua vàng bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên livestream. 119.000 một áo. Được chưa? 119.000 đồng. Các chị nhìn cho em ạ, tông màu này, đưa cho em màu đỏ chị. Có một co đá chị ơi, Huyền Bình nhá. Vân Vũ rồi ok, chốt đơn là Ánh Hương có này. Nói chung các chị nào đã mua dòng áo này rồi, thị trường vẫn đang bán bao tiền các chị biết về chất lượng rồi đúng không ạ? Và giá rồi đúng không ạ? Bây giờ em tặng các chị là 119.000 đồng một áo, các chị yêu lên đơn nhá. Màu đỏ có sao các chị dưới 60 cân. Còn màu tất cả các màu khác thì còn sao các chị 40 cân đến 55 cân thôi ạ. 40 cân đến 55 cân đổ về em chốt đơn. Đây chị này. Hàng gọi là chất lượng luôn nhá các chị yêu. Để chạm lộc 15. Lộc 15 ạ. Khoác lót lông á. Áo khoác lót lông chưa chị ơi. Lộc 15 cho em ạ. Đằng sau của nó này. Đây đằng sau của áo các chị nhá. Toàn bộ hàng không hãng ạ. Để chạm toàn bộ hàng không hãng cho em ạ.
Đỗ Thị Dịu á, hết hàng thì là hết rồi chứ chị. Chứ bây giờ có phải là em còn áo mà em báo hết hàng đâu. Ok chị ạ, 15. Size em mẫu này thì em còn size M thôi các chị, 40 cân đến 54, 55 cân đổ về em chốt đơn. Để chị ạ, lộc 15 trên màu nâu này. Nâu trắng đen đỏ xanh các chị nhá. Nâu trắng đen đỏ xanh và kèm số điện thoại cho em ạ. Giá thị trường đang là trên 300.000. Em tặng các chị ngày hôm nay mức giá là 119.000 đồng một áo. Để chị ạ, toàn hàng hát ghi hàng cao cấp cho em như này. Các chị nhìn bảng màu cho em này, phê tít luôn, chất phông nó mát lạnh luôn các chị nhá, nó không bị nóng đâu và không bị phai màu. Để chị ạ, không bị phai màu. Chị Trang có mẫu nào có đính đá không? Chân đính đá là mẫu nào này? Mẫu đây thôi. Đây. Rồi, lộc 15. Quần gì hả chị? Quần đang mặc em không có bán. Hôm qua mẫu đi. Bây giờ em lên các chị một cái mẫu áo len nhá. Áo len là em giá em tặng nốt này. Áo phao ở trong kia, áo phao của Victory này các chị yêu. Ánh dương này. Nghiêm Hoa không biết có ship được hàng không? Chị ở vùng dịch hay sao ấy? Chị Hà Nội ship ở đâu? Hà Nội không ship được hàng nhá chị nhá. Đỗ Loan rồi, ok này. Lộc 15 màu trắng ok em chốt đơn. Hôm nay gọi là có mấy chị. Hôm nay em ức chế kinh khủng luôn. Chốt đơn xong rồi, xong là chị báo hủy đơn mà sáng ngày mùng 1. Chị bảo là thưa chị quên mất, hôm nay là tháng này tháng cô hồn chị không mua quần áo. Thế có ức chế không chứ. Mà chốt đơn xong xuôi, nhặt hàng xong xuôi, cho địa chỉ chuẩn bị đi đi sang bưu điện. Sang bên bưu cục rồi, xong là điện lại bảo em ơi chưa chị hủy đơn. May mà còn chưa cho lên chuyến thư, cho lên chuyến xe ấy. Em ơi cho chị hủy đơn. Bảo sao ấy chị? Tháng ngày tháng cô hồn chị không mua quần áo. Mà sáng mùng 1 ra chứ. Mấy chị sáng này ấy, chả hiểu sao cái duyên nó ở đâu nữa. Chả hiểu cái duyên của chị để ở đâu mà chị làm như thế luôn ấy. Áo phao ấy kia. Bây giờ em tặng các chị một mã áo phao của cái hàng phao kẻ Burberry các chị nhá. Chị là lệ lệ rồi, ok này. Để chạy Yến Thu rồi, để đợi em tí em lên HG sau lên các chị một mã này nữa. Những cái mã này các chị đang mua trong cụ hơn 600 rồi các chị này. Bây giờ em còn một ít này. Nên là nó còn sang gì. Áo phao của Book cho em các chị yêu. Sự luôn là sáng nay mà em phải mồm với A Di Đà Phật đấy. Ức kinh khủng luôn, nhất là người ta bảo là có kiêng có lành đi. Thế là sáng nay em bảo là mùng 1, mùng 2 đầu tháng thì có vấn đề gì với đơn hàng ấy thì mùng 3 giải quyết, hoặc là nói chung là không kỳ kèo mặc cả, để chạm không hủy đơn. Mà các chị đã xác định mua hàng rồi thì các chị cố gắng hộ em với. Chị vừa mới chốt đơn xong, địa chỉ xong xuôi rồi, xong là nhặt hàng cộng tiền rồi, ok rồi, xong là đang chuẩn bị mà đi đơn thì điện lại em ơi cho chị nghỉ đơn, tháng này tháng cô hồn chị không mua. Thế có tức không chứ đấy Phương Thảo ơi, em ơi ức chế kinh khủng luôn ý. Đây mẫu này này các chị này, để chạm pha bút cho em các chị nhá. Chị đây cho em cái kéo em cắt cái này ra, bắt nắm cho nó con phay gì nào. Còn mẫu này à, đây là một mẫu à, còn một mẫu này đúng không? Đấy bảo là không biết là cái duyên của các chị để đâu hết, không biết là cái duyên để đi đâu. Đây size L này, còn có những chị mới sáng ra, mới sáng sớm ra. Dạ, em ơi cho chị đổi hàng. Có xanh gì? M L à? Có xanh M ở đây không? Mới sáng ra em ơi cho chị đổi hàng với. Mà sáng mùng 1 ra em chưa mở hàng cho ai, em chưa bán cái gì. Đây. Cái gì cũng rẻ mà chị. Con này hôm nay em tặng các chị nốt là 230 nhá. 230.000 đồng. Các chị lên rồi mã là lộc 16 à? Lộc 16 hình như còn nguyên size L. Còn đấy còn size M. Dạ em thấy còn nguyên size L thôi. Rồi các chị này, những con này trong vụ các chị mua hơn 600.000 đấy. Không có size S thì chỉ còn size L thôi. Ok chị, em chỉ còn size L thôi, các chị lên đơn hàng cho em ạ.
Mã này các chị yêu comment lọc 16 ạ, lọc 16 230.000. 230.000 đồng một áo, các chế mình lên đơn cho em nhanh tay mẫu này nhá. Em còn nguyên size L thôi. Màu này là màu cốm các chị này. Màu cốm này em có màu vàng, màu cốm với màu xanh than. Ok chưa ạ? Size L các chị tầm khoảng là 53 54 cân này đến tầm khoảng 57 58 cân. Được chưa ạ? 53 54 cân đến 57 58 cân em chốt đơn ạ, lọc 14 ạ. À quên lọc 16 à. 16. Em có cái này 299 xong ngay giá 230, còn nguyên size L thì em ơi thông cảm cho chị nhá. Được chưa ạ? Chị còn nguyên size L thôi. Cố gắng. Đấy em còn vàng này, màu cốm và còn đúng một cái của màu xanh than. Em tặng các chị nốt ngày hôm nay đầu tháng hoan hỉ nhá, 230.000 đồng một áo. Được chưa ạ? 230.000 đồng các chị mình lên đơn và kèm số điện thoại cho em các chị yêu. 230.000 đồng. Em còn màu cốm và em còn màu vàng. Quần em mặc không có chị ơi. Độ Thúy Anh rồi, ok này. Mã này lọc 16 nhá. Nó còn mẫu này thôi đúng không? Được, còn nguyên còn cần chục cái. Em còn tổng chục cái. Màu cốm này nhìn yêu mà. Màu cốm bên ngoài nó đậm hơn trên này. Nó không phải màu cốm của cốm sáng đâu. Em tặng các chị nốt là 230.000. Được chưa? Hôm trước các bác mua là 299. Ngày hôm nay em tặng nốt các chị 230. Em xả nốt tại vì nó còn một size 46 cân không vừa nhá. Bọn này các chị ít nhất phải tầm khoảng 53-54 cân đến tầm khoảng 57-58 cân. Xanh than có đúng một chiếc thôi chị ơi. Lộc 16 ạ. Thích cao cổ các chị kéo hết khóa cho em ạ. Thích bè bè kiểu áo cho em cho nó đẹp các chị này. Ôi, chị nào mà chưa có size L các chị chốt đi. Vừa size này các chị chốt luôn. Màu vàng đậm cho em ạ. Màu vàng đậm cho em như này. Để chặn lộc 16 hàng hơn 600.000 em tặng các chị 230. Em tặng nốt các chị 230.000 chị ơi. Em đang bảo à có cái áo phao kìa. Phao kia cũng đẹp kìa. Phao dày nhá. Đây là lên các chị phao hàng Quảng Châu này xịn luôn các chị này. Hàng hơn 700 đấy. Nó có bé SML 3 size. Rồi mỗi ngày lọc 16 cho em ạ, 230. 230.000 đồng. Chất đẹp nghiên man luôn. Cái màu đậm này cũng đẹp mảnh vàng. Nói chung là màu này là màu cốm, màu này là màu vàng đậm cho em ạ, vàng nghệ. 3 size 3 màu. 3 size 3 màu. Ok chị ạ, 3 size 3 màu các chế này. Mã này các chị có bè lọc 17. Lọc 17 cho em một con phao hàng cao cấp nhá. Con này xỉ trong vụ của nó là gần 600.000 giá buôn. Đấy, đây là còn chưa treo hàng ra ấy, thì mới bóc ở trong túi ra. Các chị lên đơn ạ, mã này có 3 size SML. Mã này lên đơn là lọc 17 nhé các chị nhé. Lọc 16 em co mẫu còn tầm chục cái của mã lọc 16 thôi. 54 cân đến 58 cân các chị mặc vừa cho em size L. Được chưa ạ, 54 cân đến 58 cân các chị lên đơn cho em mã này. Hàng hơn 600 bây giờ em còn lẻ size ấy. Thì hôm vừa rồi em sale 300, nhưng bây giờ là em chỉ còn nguyên size L, em tặng các chị nốt là 230. Được chưa ạ, rẻ nốt nhá. Đây các chị này, mẫu em có đỏ xanh xanh than với lại xanh xanh kết 3 màu, lọc 17 ạ. SML 3 size, chị đưa nguyên size S cho em này. Các chị nhìn cái lót bên trong áo này, đây là hàng Quảng Châu cho em. Đấy chị ạ, chất đẹp miên man luôn. Các chị lên đơn là lọc 17 ạ. S. Lấy con màu xanh kia có màu. Cầm cái áo nó xuống đời như này mà các chị. Dạ, cầm cái áo này nó sướng đời luôn. Cái màu xanh kem này có nhiều không chị Hoa? Đây. Form từ 40 cân đến 60 cân. Được chưa? Form từ 40 cân đến 60 cân chốt đơn. Ngày hôm nay tặng các chị đốt 250 đi. Được chưa? 250 một áo. Ôi thôi chết. Chết rồi, em nhầm rồi. Em nhớ nhầm rồi, con này. Con này đắt mà. Con này hàng đắt mà. Đầu óc hôm nay như ngẩn ngẩn ngờ này. Nói giá mới nhớ ra. Em vừa bảo 250 à? Nhớ gần thế nhỉ? 63 cân ông vừa rồi ạ. Bây giờ chị xem ở trong cái tổng còn bao nhiêu cái? Còn khoảng 15 cái thôi. Còn khoảng 15 cái. Còn nữa đâu. Thế chắc em còn tầm 15 cái. Thôi nhá. Ngày hôm nay gọi là xã cánh đi. Một, à quên, 250.000. Lộc 17 cho em ạ, chị nào nhanh tay được em còn 15 cái. Màu đỏ này, màu đỏ bên ngoài sẽ là đỏ đậm các chị nhá. Màu đỏ đậm cho em. Ok chị ạ, các chị nhìn cho em cái lót bên trong này. Nó đẹp như thế này các chị, chứ không phải cái lót minh tinh vớ bẩn mà hàng kiểu nhăn nhăn mà cái chất nó xấu đâu. Lộc 17 cho em ạ, em chốt nói giá 250 đấy. Nhưng mà thôi ạ. Đúng một lời, đấy chị ạ, đúng một lời 250.000 ngày hôm nay. Chị yêu chốt đơn lên lộc 17, em có 3 size là SML. SML 3 size.
Thanh Thang có nhiều không? Em nhầm giá con này cước cao đắt lòi ra đây này. Em nói xong rồi em mới nhớ ra là cái giá nhập vào bao nhiêu. Em thử con màu xanh than nhé. Buồn chứ nhở. Đầu óc tụi này nó làm sao ấy. Đây, màu này màu xanh than cho em. Đẹp lắm, cái form này nói chung là những cái dòng kiểu bu dông cái này thì mặc cũng không bao giờ bị lỗi mốt luôn. Ok chưa ạ? Form dáng các chị này, lộc 17 các chế mình lên đơn nhá. Sao không chốt đơn cho em á? Đỗ Thanh Hoa em chốt cái gì thế? Cứ lên số điện thoại cho chị nhá, lên mã hàng kèm số điện thoại. Lộc 17, chị Nguyễn Xuân lên comment đúng mã hàng cho em là lộc 17 nhá. Đây màu đỏ này, ba màu cơ bản. Được chưa ạ? Màu đỏ, màu xanh than với màu xanh két, ba màu cho em. Còn qua mẫu nhá, đấy mẫu này em có tầm khoảng là 15 cái thôi. Có tầm 15 cái. Hàng Quảng Châu đẹp. Ok chị ạ, hàng Quảng Châu đẹp xịn sò luôn ạ. Lộc 17 khách hàng lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Đây các chị nhìn này. Được chị ạ, từ cái khóa của nó trở đi các chị nhá. Chứ không phải là cái hàng kiểu hàng xưởng đâu. Không phải hàng xưởng. Hàng này giá buôn của nó từ trước là 500 mấy, 530 hay 550 giá buôn đấy. Giá này là giá em vượt được giá sale. Em vượt được giá sale. Các chị nhìn áo này cầm nó đanh chất thế này. Chị cho xem một cái mẫu ở trong kia dáng eo ấy. Màu đỏ đỏ ở trong kia kìa. Nó có màu đỏ với màu gì ấy. Lên các chị một cái mã này tiếp theo. Nguyễn Phan Thị Hoa comment lại mã hàng đi chị ơi. Em đang lên mã này đến mã 17. Chị comment đến mã 18 thì làm sao mà chốt đúng hàng được chị. Đây, hàng này cũng hàng xịn này. Nhưng mà nó còn size gì? Thế như nó còn SM sao ấy. Nó còn size S hay size M gì đấy. Ok chưa? Ok chưa? Các chị nhìn tag mark cho em này. Được chưa? Dòng cao cấp nhá. Mã này lộc 18 ạ. Lộc 18 em có đỏ này. Đó, màu đỏ, màu đen và màu xanh nữa. Đỏ, đen, xanh ba màu. Các chị lên đơn hàng cho em ạ. Bọn em có S với M nhá. 63 cân cam mét 63. Để ngày mai em thử cho một bạn nhân viên, bạn ấy tầm cái cân nặng như thế để bạn ấy xem là có mặc vừa không thì em chốt đơn nhá. Form này các chị từ 40 cân đến tầm 55-56 cân. Ok chưa? 40 cân đến 55-56 cân. Dáng này dáng eo cho em. Các chị nhìn chất này. Toàn bộ của nó là phao tàu. Đấy chưa? Toàn bộ của nó phao tàu. Hàng 7-800 nghìn. Vào trong kia nằm. Vào trong kia nằm đi đây. Lộc 18 ạ. Đây các chị yêu nhìn cho em này. Để chạm mũ này tháo rời cho em được các chị nhé. Em đang có là màu đỏ, em có size S và size M. S các chị dưới 50 cân, còn size M các chị dưới 55 cân cho em ạ. 260 nghìn một áo. Để chạm ngày hôm nay đừng bảo sao mà hôm nay em bán rẻ thế. Ngày hôm nay em nói luôn là mùng 1 đầu tháng. Để chạm ngày hôm nay là mùng 1 đầu tháng. Em bán cho nó nhanh nhẹn hoan hỉ thôi ạ. Em đang có cả đen các chị này. Màu đen với màu đỏ các chị ơi, hai màu cho em ạ. Đen đỏ hai màu. Hàng này hàng đẹp mà chị, hàng này hàng 7-800 đấy. Hàng 7-800 nghìn cho em, hàng toàn bộ là hàng Quảng Châu mà chị yêu. Chứ không phải là hàng này hàng xưởng đâu. Ok chưa ạ? Mẫu này các chị lên đơn hàng cho là mã lộc 18 ạ. Lộc 18 cho em màu đen và lộc 18 cho em màu đỏ. Bác ca mấy hôm nữa nha em về xem chị Hoài Năm nhá. Bác ca mấy hôm nữa mới về. Đấy chị này dáng ôm cho em. Lộc 18 khách hàng lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em có túi các chị này. Túi của nó đây. Dày dặn đẹp lắm. Được chưa ạ? Cái chất phao của nó đanh chất cực kỳ luôn. Chứ không phải là phao của nó bèo nhèo đâu các chị yêu. Lộc 18 cho em. Bởi ngày hôm nay em bán 260 nghìn. Nhưng ngày mai của nó giá không có giá này nữa. Được chưa ạ? Chị nào cố gắng chốt cho em cái live stream của ngày hôm nay đi ạ. Các chị này mũ tháo rời được ra các chị nhá. Các chị không thích mũ các chị tháo mũ cho em được. Những cái dòng các chị rất là dễ mặc luôn ạ. Lộc 18 260 ạ. Ok chị ạ. Lộc 18 260 chị ơi, màu đen này khác nhé. Đây có mấy con, hai con màu xanh, màu xanh gì đây? Đưa cho em xem cái màu xanh này nào. Đây, xanh này còn đúng hai chiếc màu xanh các chị này. Còn đúng hai chiếc của màu xanh, xanh kiểu xanh lạ các chị nhá. Màu xanh lạ lạ này cho em ạ. Lộc 18. Lộc 17 cho em 250. Chốt nói giá 250 rồi. Cái này còn S này, cái size gì đấy? Màu xanh của lộc 18 thì còn size S này. S với size gì chị Hoa ơi? Hai con màu xanh nhé, hai con size S hết á. Có cái hàng phao, có một cái mẫu phao nào nữa. Đây này, con này size S này. Còn một chiếc này. Màu xanh nhé các chị nhá. Mặc lên nó căng, nó sẽ đẹp hơn.
Đây các chị có tầm 50-51 cân. Lộng 18. Ê con là màu xanh của size S này. Chị yêu chút màu xanh lên đơn. Đó chị nào chút màu xanh lên đơn cho em 260.000 nốt các bác nhá. 260. Đó. Màu xanh, không có size L màu đen đâu chị Hiền Moon ơi. Chị Hồng tốt rồi, ok. Chị nào chốt màu xanh các chị lên có đúng hai cái màu xanh của size S thôi ạ. 51-52 cân đổ về. Ok chị ạ, 51-52 cân đổ về chốt đơn. Cái màu xanh thì trông màu nó lại lạ nhá. Rồi qua mẫu này. Lọc 19 cho em. Ê, sao mà nó dày thế này. Em ơi này. Lọc 19 cho em. Đấy chị ạ, con phao này trong vụ của nó là rơi khoảng tầm 800. Rơi khoảng tầm là 800.000 đồng. Xem em size số cho nó con size gì. Size M. Màu xanh của size M. Đẹp nhức nách. M với L. Con này em có là size M với size L. Túi về các chị thích túi cho em nhé. Có túi đấy ạ. Con này lọc 19 ạ. Hai chiếc màu xanh duy nhất ạ. Em trả các chị mức giá là 290.000. Có cả màu trắng. Trắng hai con size L này. Có M không? Mà trắng em có một con size M và hai con size L. Màu xanh thì còn đúng một chiếc size M, một chiếc size L thôi ạ. Món này các chị có bài là lộc 19 nhá các chị nhá. Lộc 19 cho em ạ, 290. Các chị ấy nhìn hàng này. Cái chị hàng gọi là chất lừ luôn ạ. Lộc 19 các chị ơi mình lên đơn. Em ơi cái mũ này. Đẹp chưa? Đấy chị ạ. Món này các chị phải tầm khoảng là size M. Nếu các chị size M các chị tầm khoảng 50-55 cân. Chị ạ, size M từ 50 cân đến 55 cân. Và size L các chị dưới 60 cân cho em ạ. Size L các chị từ 55 cân đến 60 cân nhá. Lọc 19 cho em ạ, phao tàu đẹp lắm. Lọc 19 ạ, em có đúng 2 chiếc màu xanh thôi. Màu trắng cho em còn 3 chiếc ạ. 290 ạ chị. Trong này, con này trong vụ nó là 800 mấy. Cái tay áo này chị này. Chị ạ, tay áo của nó này. Phê gọi là như có tê tê luôn. Hàng đẹp các chị nhá, lộc 19 ạ. Lộc 19 kèm số điện thoại cho em. Chị nào mà thích cái phường dòng phao bóng này các chị mặc con này rất là đẹp luôn nhá. Nhìn sang nhà hồ trắng này. Đây lộc 19 cho em 290. Ôi cho các bác hôm nay vượt được những con này là quá hời luôn. Đấy, trong vụ giá của nó một gấp đôi, gấp 3, gần gấp 3 lần tiền. Đấy. Em còn đúng 3 con màu trắng nhá các chị nhá. Còn đúng 3 chiếc của màu trắng nữa các chị lên đó là lộc 19. Màu trắng em có size M, size L, còn một chiếc size M màu trắng và hai chiếc size L màu trắng. Còn màu xanh thì em còn 1M, 1L. Xanh còn một size M, một size L, các chị lên đơn cho em ạ. Lộc 19 và kèm số điện thoại ạ. Lộc 19 cho em ạ, 290 nhé các chị nhé. Lộc 19 cho em ạ, 290.000. Chị ơi trong góc kia là phao gì nhỉ? Để em một tí em tìm phao nữa. Phao bây giờ mỗi chỗ nó lẻ một ít, mỗi chỗ nó lẻ một ít. Trắng 1M và 2L. Màu xanh còn 1M, 1L. Hàng lẻ mà chị. Chị nó mới có giá này chứ các chị ơi. Hả? Không, không phải con đấy. Màu đen ở trong này. Đẹp nhờ, các chị nhìn chất phao này. Sướng đời. Còn à, ở, đợi một tí em vào trong này tìm cho các chị một mã. Đây
biết làm mấy cái gì đâu. Đẹp thế. Cái giống nhau mà. Cứ bỏ ra sẽ lắp cái lông vào cho nào. Đẹp quá mà. Nhưng mà chưa lắp lông ra đây. Con này giống con này không? Rồi giống giống giống. Đưa đi em. Con là lắp lông rồi. À. Cái màu đen ở dưới kìa. Con này giống nhau đây. Con này giống nhau. Xem là con tay gì của em rồi. Còn hai con thôi, xe L này. Nhưng mà cái lông cũng khác nhau à? Mã nhìn mã nào đấy. 9081. Đây là 8051. Tôi bỏ mẫu này đi. Mai bán sao đi. Đã lắp lông, chưa lắp lông. Thôi nhá, bây giờ em với các chị áo len nhá. Áo len thì đồ bộ nhá. Lục 19 còn đúng 7 chiếc là hết thôi. Sao đấy cái này mà hàng khoa Quảng Châu. Được chưa? Hàng hơn 800 nghìn đấy các bác. Nhận được hàng gọi là sướng rên người luôn. Đây có một mẫu áo len này các chị này. Đây là còn cọc nhà chị. Em còn cọc áo len của hàng len Hoa Cúc này các chị nhá. Con này các chị có mày là lục 20 ạ. Lộc 20 kèm số điện thoại cho em. Thì lên áo gió, áo len với lại là bộ sau ạ. Mã này lên là Lộc 20 nhá các chị yêu. Lộc 20 này. Món em có màu đỏ này, màu xanh, màu đen. Đỏ xanh đen với màu B các chị nhá. Đỏ xanh đen B 4 màu. Xuất lên hàng đầu mùa. Đấy chạm lên mông hàng đầu mùa cho em ạ. Hàng Hoa Quốc các chị ơi. Em tặng các chị ngày hôm nay là 149.000 đồng. Ok chị ạ, hàng 27-28 là thông dụng nhá. Hàng len mông tư duy và hàng cao cấp của em. Các chị này toàn len xịn nhá. Em tặng các chị là 149.000 đồng ngày hôm nay. Đấy chị ạ, 149.000 đồng ngày hôm nay. Các chị yêu mình lên đơn cho em ạ. Bộ thì từ đó chị Nguyễn Phương này, lộc 20. Lộc 20 em chỉ còn vài chiếc thôi ạ. Màu xanh này, màu đỏ này, màu đen này. Đâu gì nhỉ. Con này dưới 60 cân em chốt đơn nhá. Đây màu be này. Đấy. Toàn hàng len gọi là chất len nó đanh chất lắm. Các chị ơi, nó không phải là chất len mà dão dão đâu. Lên mông cho em, hàng thu đông các chị nhá. Đây ạ, xịn lắm luôn các chị ơi, nhìn cái màu của nó này. Hàng Hoa Cúc cho em ạ, lộc 20 đúng không? Lộc 20, kèm số điện thoại cho em 149.000. Quá rẻ luôn ý. Để chạy các chị nhận mua cái thời điểm bây giờ làm cái mã này vào vụ là các chị ơi, không nhập thì giá xỉ nữa đâu. Có bây giờ nó còn lẻ mỗi màu, còn ít em bán nốt thôi ạ, lộc 20. Màu đen còn hình như còn một cái thôi ạ. Bên màu đen này các chị này. Xịn lắm ý. Lộc 20 19 thì không còn đâu mà mặc lại. Chị ơi, nó còn có vài cái nữa. Em thấy nhiều chị chốt quá rồi. Mãi lộc 20 149.000. Hôm trước là hàng hai mấy đúng không? Các chị này, em tặng luôn các chị là 149.000 đồng một áo. Các chị yêu mình lên đơn ạ. Toàn bộ dòng len cao cấp các chị nhá. Cổ tim cho em. Lúc này các chị mặc với lại quần công sở cũng đẹp, và quần bó cũng đẹp, và chân váy cũng đẹp. Lộc 20 cho em 149.000. Ngọc Anh Trần rồi ok này. Lộc 20 nhá. Các chị chọn màu em với ạ. Chọn màu giúp em với. Lợi lên áo gió từ từ đã chị ơi. Áo da áo gió em lên luôn. Da với gió em lên luôn. Đợi em một tí. Mẫu áo gió nào mà mẫu nào có hàng nhỉ. Đợi em một tí nhá. Bây giờ lên các chị một hai mẫu này nữa. Áo len được free size em ơi. Len một size nhá. Áo len ít khi nó có sai lắm. Lên áo dai, áo gió các chị. Tạm Tú này, anh Đỗ, Trần Thủy, Tạm Hồng rồi ok. Chất len các chị không chốt thì các chị chốt chất gì à các chị. Hàng len nó đẹp như thế này. Hoàng Hoa Cúc mà chị nào mua tinh mắt các chị biết luôn. Hàng ngoại trường không dưới 250-28 đâu. Qua là ngày hôm nay mùng 1 thì bán em bán cho nó nhanh nhẹn. Hôm trước bán bao nhiêu tiền thì kệ. Thì ngày hôm nay chỉ biết là hôm nay em bán rẻ thôi, đầu tháng các chị nhá. Bán rẻ đầu tháng ngày hôm nay. Còn ngày mai thì mức giá như thế nào thì em cũng chưa nói trước. Nhưng ngày hôm nay cứ cái gì là em lên cái đấy là cực kỳ rẻ. Ok chưa ạ? Thôi qua mẫu đi. Chị ơi đưa cho em một mẫu len nữa nhá. Áo da từ từ. Len này là len
Đây, lên này. Hôm nay lên các chị lên đẹp đi. Ở chợ đầu tháng gọi lên các chị toàn mẫu lên xịn. Ờ, cái mẫu mà hôm trước này. Đây lỡ rồi, cả đây lỡ nữa. Để em một tí nhá. Đây, mẫu này nhá. Mẫu này hôm trước 250 đúng không? Lên giày. Để chặn lên giày cho em ạ. Mẫu này là lộc 21. Lộc 21 cho em 280.000 trong vụ không có bán. 280.000 trong vụ em không có bán. Ngày hôm nay tặng các chị 199.000. Để chặn lộc 21 cho em còn màu vàng mà em còn màu nâu. Em còn vàng với nâu, mỗi màu em còn một ít. Trời ơi, có chị nào nhận được len này chưa? Có chị nào nhận được len này của em chưa? Các chị nhìn chất len này, thớ len và tay toàn bộ của nó là pha ren lông nhá. Toàn bộ dòng len của nó pha ren lông, em mặc thử các chị yêu xem một màu của nó này. Hansi đá, nó chỉ như chỉ có hai mẫu thôi sao ấy chị? Mà hôm trước hình như chị lấy rồi thì phải. Đấy, làm gì có nhiều đâu chị. Áo da, đợi đây em một tí, áo da bây giờ nó còn lẻ sai thôi. Áo da nó còn lẻ sai, đợi em một tí nhá. Đây lộc 21 đây, các chị săn cho em những con áo len hàng đẹp như này này. Trong kia em còn ít lá len thổ nữa. Kệ đi, lò vụ thì nhập giá cao hơn thì mình bán cao hơn. Nhưng bây giờ hiện tại là các chị nào được mua rẻ, các chị cố gắng săn cho em ạ. Món này lộc 21 này, 199. Nhanh tay nhá, 250 hôm nay sell nốt 199.000 đồng. Mẫu này lộc 21. 21. Đây màu nâu các chị này, form này dưới 65 cân em chốt đơn. Form dưới 65 cân có thể lên giày cho em. Để chạm lộc 21 này. Em mặc là màu vàng nhá, tay của nó là pha ren lông cho em hàng cao cấp. Được chưa? Trong vụ 280 còn thị trường là bán 350 con áo này. Em tặng các chị là 199.000 đồng ngày hôm nay, còn hình như là 5-6 cái đâu. Còn 5-6 cái em tặng nốt 199.000 đồng. Ok chưa ạ? Em còn lên 200 còn em lên 240. Em lên 240 là cái nào? Cái hàng này hôm trước là bán 250 này em. Huyền Bình này. Len tháng rộng có. Chị Ý Hoa cho em mấy mẫu len thổ đây với. Len thổ là len rộng ấy. Rồi mẫu đấy cũng được, bốc đây cho em tí đang là cho bán. Còn cái gì len rẻ nốt, nó mỗi mẫu nó còn 1-2 chiếc, 1-3-4-5 cái thì cũng lên luôn nhá. Cái này lộc 21 ạ, đây các chị này. Toàn bộ dòng len xịn cho các chị yêu luôn, em tặng các chị là 199. Len à lộc 21 ạ. Lộc 21 cho em 199 thì. Mẫu nào nhỉ? Búm ơi, bạn nằm xuống dưới rất thế, lên giường cái nằm đi. Nằm đấy bẩn quần áo. Sao? Rồi lộc 21 các chị lên đơn. Chị tìm lộc à, quên len thổ nhá. Bây giờ em lên các chị mấy mẫu len thổ nhá, sale luôn này. Đầu thơm thế, thơm như muối mít đấy. Rồi các chị cứ lên lộc 21 đi, em tặng các chị có 200.000 cái áo này thôi. Được chưa? Rẻ nốt nhá. Rồi con đi vào trong giường nằm đi, đừng nằm ở dưới nền bẩn nhá. Đợi mẹ tầm khoảng 15 phút nữa thôi, mẹ nghỉ xong mẹ đưa con về. Ha. Vào trong kia nằm. Ok nhỉ. Thế thì con ngồi ghế nhá. Nhá, con ngồi ghế này nhá. Nhá. Bố mặt á. Đâu? Đây con ngồi ghế này. Ngồi ghế này đợi mẹ bán hàng nhá. Mặt. Mặt đang sưng lên rồi. Thế như nào? Gọi người ship hàng về đó. Gọi ship hàng về nhá. Ship về trong nhà nhá. Thích ở đây thì... Hoa này sắp về rồi nha. Mũi đốt này, mũi đốt thế nào này. Đợi mẹ một tí nữa thôi, tụi mẹ nghỉ xong rồi mẹ về với em nhá. Ok. Rồi, bây giờ lên các chị tặng các bác mấy mẫu len thổ nhá. Ờ, len kiểu giày á, có đá. Len kiểu giày có đá là cái nào? Áo gió em chưa lên. Áo gió thì mấy cái mẫu vào tối hôm qua ấy. Tối hôm qua, tối hôm kia có lên rồi đấy chị. Đây lên thổ đây.
Nào đi vào kia mẹ bán hàng không? Mẹ dẫm vào chân bây giờ. Đi vào trong kia. Đây lên thổ đây, còn vài chiếc nhá. Lên thổ, có bác nào đã mua lên thổ như em chưa? Ra phân em chưa lên ạ, bố này em còn nâu với xanh xa này, màu be này, mỗi màu còn vài chiếc. Thì chạy lên thổ. Các chị comment hoặc em là thổ 1 của em với ạ. Mỗi này thổ 1 và kèm số điện thoại cho em. Giá tặng nhá, lên rộng nhá, lên rộng. Bố này các chị mặc với bốt đi đẹp lắm. Form các chị tập khoảng là 65-68 cân. Thì chạy form tập 65-68, các chị comment hoặc em là thổ 1 à, thổ 1 và kèm số điện thoại cho em. Ok, chạm thổ 1 và kèm số điện thoại cho em. Và chất len bao phê đem tặng các chị là 179.000 ngày hôm nay. Được chưa? Còn một cái màu be các chị này. Còn một cái màu be này. Một cái màu nâu có ba cái màu xanh than em mặc. Em mặc là xanh than các chị nhá. Màu bên ngoài của nó sẽ là màu xanh than. Chất len em bao phê luôn các chị này. Ok, chạm dòng này trong vụ hàng 380 là nhà em đang bán. Thị trường đang bán gần 500.000 con áo này luôn. Ngày hôm nay em tặng các chị là 179.000. Mỗi màu nó còn 1-2 chiếc. Một cái màu nâu này, một cái màu be và ba cái màu xanh than. Chị yêu lấy lên đơn. Ok chị ạ, 45 cân đến tầm khoảng là 65 cân đổ về. Đấy, 45 cân giống này kiểu là chùm bông các chị nhá. Dáng chùm bông cho em kiểu hơi hơi đuôi tôm, kiểu cách nó đẹp lắm. Nói chung là lên thổ như em, nó không phải là cái màu nó lè lè đâu chị ạ. Bán nhiều dã man luôn. Mà trong vụ toàn hàng ba mấy chứ có rẻ như thế này đâu các chị. Chẳng qua là còn lẻ màu để em sell thôi. Mãi này thổ một cho em các chị chọn màu nhé các chị ơi. Chọn màu nhanh tay của em với ạ. Thổ 1 cho em ạ, 179.000. Em bán tặng nốt cho các chị nhá. Cầm cái áo lên nó nặng tay luôn. Ok chị ạ, thổ 1 lên đơn ạ. Kèm số điện thoại ạ. Đây các chị này, 1, 2, 5 tổng có 5 cái. À 4 cái. 5 cái. Tổng có 5 cái thôi. Mấy hôm vừa rồi các chị cứ hỏi, cứ bảo em lên áo thổ đi mà em không lên ý. Thì thổ này vào trong vụ bán giá vẫn bình thường các chị là 300 mấy cơ. Phê lắm. Ok chị ạ, thổ 1 này. Ở trong kia còn không chị? Còn ít thôi. Đây. Chất đẹp, anh ơi, 46 cân đặt được mà em. Thổ 1. Được chưa ạ, xanh than em mặc này. Than của nó gần như kiểu than đen ý, đẹp lắm. Cái chất len nó kiểu lóng mịn. Chất len nó mịn lắm, nó không bị là bị khô len đâu. Tại vì là hàng này hàng đắt chứ không phải là hàng len mà len thổ mà chất nó dạo dạo cái đâu ạ. Trong vụ em bán những cái mẫu này đắt như tôm tươi luôn. Hàng về không kịp chia cho khách lẻ. Để chợ hàng về không kịp chia cho khách lẻ luôn. Cầm cái áo các chị này, cầm nó sướng. Thổ 1 nhá. Rồi chị Nguyễn Thanh Hương chốt một than. Mày bác nào chốt được cái nào thì bác gọi là sướng mã đấy luôn. Đây mẫu này còn vài chiếc này. Mãi thổ 2. Ok chợ thổ 2 cho em này. Cái này còn... các chị gọi là màu sáng hay màu tối đi. Dạ, cái này các chị có mẹ thổ 2 màu sáng hoặc thổ 2 trên màu tối ạ. Thổ 2 màu sáng và thổ 2 trên màu tối và kèm số điện thoại cho em. Để các chị nhìn này. Len nó phải ra len với các chị. Các chị nhìn áo cho em ạ, thổ 2 cho em nhá. Em tặng nốt các chị yêu ngày hôm nay 179.000. Chị nào được chị ấy sướng. Ok chị ạ, thổ 2 này. Rồi ôi, và trong vụ các chị nhìn cái áo len này, các chị gọi là chỉ mong được giá tầm 280 đây xuống rồi. 280-300 nghìn các chị gọi là thấy hạnh phúc rồi. Mà bây giờ em tặng các chị là thời điểm đang thứ tức là 38-40 độ, nhưng em tặng các chị cái con áo này 179.000. Đây là một là màu sáng cho em nhá. Thổ 2. Chị ơi, hai màu đều đẹp. Đấy chị ạ, hai màu đều đẹp luôn. Các chị nhìn cho em những cái kiểu cách này. Ok chị ạ, thổ 2 lên đơn. Được chạm 179.000 đồng một áo. Các chị ơi, mình comment nhanh tay cho em nhé. Màu này là màu sáng ạ, màu sáng với màu tối. Đây là màu tối cho em. Còn hai con màu sáng và ba con màu tối là em hết. Đây các chị nhìn áo này. Trời ơi, em bán em còn tiếc luôn ý. Tại vì nhưng mà bây giờ nó còn vài chiếc thì em gọi là sale nhanh thôi. Chứ vào vụ em cũng chẳng nhập được giá này đâu các chị ạ. Vào vụ em cũng nhập được giá này đâu ạ. Ok chưa ạ, 179.000 đồng. Các chị nhìn cho em tông màu tối này. Màu nó sẽ đậm hơn cái màu của em mặc các chị nhá. Đây ạ, tổng em còn 5 cái. Để cho em còn có 5 cái. Mã này mã thổ 2. Thổ 2 màu sáng hoặc thổ 2 trên màu tối. Kèm số điện thoại cho em. Em qua mẫu này. Để cho ạ, 179. 179.000. Chất đẹp min man luôn. Các chị comment mã hàng nhá. Chị ơi, Bích Trâm Thái ơi, comment mã hàng cho em với. Có thể lên thổ 3, cái này còn 2 chiếc này. Thổ 3 cho em.
còn 2 chiếc mã thổ 3. Các chị nhìn màu áo cho em này. Áo thổ như em nó không phải là màu sắc nó sặc sỡ nhưng là dễ, rất là dễ bán luôn. Các chị nhìn màu này, con này 199.000. Thổ 3 các chế mình lên đơn cho em còn 2 chiếc, 199.000 đồng ạ. À. Cái nhá, thổ 3. Đây chị biết chấm thái, con này cũng đẹp này. Đấy chị ạ, con này của nó là hàng hơn 400 nhá. Con này em tặng các chị nốt là ngày hôm nay là 200.000. Áo đẹp, màu đẹp lắm chị ạ. Đấy chị ạ, sale lúc con này là 200.000 đồng. Ok chị ạ, còn đúng 2 cái đầu thái em tặng các chị nốt nhá. Hai màu này các chị này, thổ 3 cho em. Thổ 3 và kèm số điện thoại cho em, phong các chị dưới 6566 cân. Ok. Đấy chị ạ, có 2 cái này. Tiếp theo con thổ 4 này còn một cái màu nâu này. Còn một cái màu nâu cho em ạ, thổ 4 ạ. Con này cổ lọ cho em nhá, con này cổ lọ này. Thổ 4 và cách số điện thoại cho em. Em dơ lên được không ạ? Tại vì là thay ra mất thời gian lắm. Dưới 65 cân em chốt. Chạm dưới 65 cân em chốt đơn 199.000 ạ, thổ 4 ạ. Thổ 4 cho em 199.000 đồng. Có chị nào đã mua trong vụ thì em rồi các chị biết bán. Biết là em bán rẻ nhất là 350 một áo. Thị trường có chị đã từng mua con áo này 500.000. Những cái áo thổ ấy ạ. Thổ 4 cho em còn đúng một chiếc em tặng nó các chị 200. Được chưa ạ? Còn một chiếc màu nâu em tặng nó các chị 200.000, nó là cổ lọ cho em. Ok chị ạ, 200.000 đồng. Các bà lên cho em mẫu này. Ok chị ạ. Trời ơi, các chị biết là Tết năm ngoái nhà em không có hàng bán nữa. Rồi thổ 4 này cho chị luôn này, biết chậm thái này. Còn một chiếc thôi. Cái này còn 2 cái, thổ 5 cho em ạ. Thổ 5. Cái này còn 2 chiếc. Toàn bộ mẫu lẻ đấy. Chẳng qua là em không muốn để trong vụ thôi. Nếu mà em để vào trong vụ em vẫn bán được mà. Tại vì là những cái dòng này nó không phải là lỗi mốt đâu. Tại vì họa tiết của nó rất là đơn giản thôi. Các chị này, mã này thổ 5 cho em. Còn 2 chiếc nhá. Các chị nhìn thớ len này các chị này. Để chạm nó mịn, nó đẹp như thế này mà các chị. Ok chưa, em có một cái màu be. Em mặc cái ai cũng hỏi. Đấy, cái này là màu nâu cho em nhá. Mã này các chị yêu lên cho là màu thổ 5 ạ. Thổ 5 cho em. Đẹp nhờ. Con này các chị cứ từ 45 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. 45 cân đến 65 cân thổ 5. Cái này em còn 2 cái. Em còn 2 cái, các chị nhìn lên này. Ok chị ạ, sale 200.000. Mã thổ 5 ạ. Sale nốt 200. Thổ 5 cho em ạ, 200.000. Thổ 5 các bác mình lên đơn nhá. Các chị nhìn cho em ạ, màu đẹp, cổ của nó là cổ vừa cho em, không phải cổ cao quá. 200.000 một áo ạ. Bà bên nhà cô Lý. Bà đang chơi à, ăn kẹo bên nhà cô Lý. Để thoại đi, nó sang ăn kẹo nhé. Hôm nay con này muốn ốm hay sao, nó quấy lắm. Nó ho hổ hoặc cái này. Dạ, thổ 5 này, 200.000 ạ. Về uống thuốc nhá. Ho lắm. Ho này để uống thuốc thôi. Rồi chị Thơm Vũ với chị Thùy Vũ cho em số điện thoại đi. Ho Bắc Việt rồi ok, còn 2 chiếc này. Cái này nó về nó giả quá đây này, con ra nào. Đi vào đây bà con đi. Mặt sưng lên nhìn giống bà nội trước kìa. Mặt sưng giống bà nội quá. Con giàu. Sao con lại trốn bà con đi, con không nói gì vậy. Con bông chi nó đưa con đi à? Nó dương nó đèo đi rồi. Cái này cũng gọi là màu be với lại màu nâu các chị nhá. Màu be màu đen đi. Màu be với màu đen. Em có hai màu ạ. Mỗi này các chị comment là mã gì ạ? Thổ 6 ạ. Thổ 6 cho em. Xả 200. Chị chạy thổ 6 em xả 200.000. Rẻ quá là rẻ luôn. Đấy, chất nhà em nó đanh như thế này mà các chị. Mã này thổ 6 cho em. Ok chị ạ, 65 cân đổ về em cho đơn. Một là màu be các chị yêu nhá. Một là màu be này. Còn đây là màu của nó là màu đen. Hai màu ạ. Treo 200 ạ. Thổ 6. Các chị nhìn áo này. Để chị ạ, len của nó đanh chất cực kỳ luôn như này. Màu be còn 2 chiếc. Màu đen thì em còn 5 chiếc.
Nữ chị ạ, thổ 6 cho em tặng nốt các chị mức giá là 200.000 một áo. Mã hàng cho là thổ 6 đi. Thổ 6 cho em này. 6566 cho các chị thoải mái. Ok chị ạ, 6566 cho các chị mình thoải mái cho em mã thổ 6. Các chị yêu lên đơn nhá. Áo kẻ dưới chân đợi em một tí để áo đây là chất len mông tơ ghi. Mã này thổ 6 cho em chất đẹp lắm. Em tặng các chị có 200.000 thôi. Hàng 380. Bây giờ em xả 200.000 được không ạ? Áo da thì em bán hơn 200.000 cái áo da vân đấy chị ơi. Nhưng mà hiện tại của nó lẻ sai ấy. Để chạm món đẹp thổ 6. À quên thổ 7 à? À thổ 6. Thổ 6 cho em màu B và thổ 6 cho em màu đen, hai màu cho em. Để chạm tặng nốt 200. Này chị này, còn một này chiếc. Hai trăm nghìn một áo, chất len nó dày lành lắm. Mùa đông các chị mặc cái con áo này cảm thấy đô sướng. Lại lúc lại mặc lại thấy ấm quá, lại nhớ em luôn ấy. Mã này các chị có may là mẫu gì, lọc bao nhiêu đây? Lọc 22 các chị nhá. Con này lọc 22 cho em. Còn vài chiếc, con này chất len mông tơ ghi chị ơi, 45 cân có vừa đấy chị Nguyễn Thành ơi. Mã này các chị tầm khoảng là dưới 60 cân cho em này. Mã này lọc 22. Lộc 22 trên màu vàng và lộc 22 trên màu hồng có hai màu cho em ạ. Chất len đẹp các chị nhá, hàng 28. Bây giờ em tặng nốt các chị là 160.000. Nó còn có hai con màu hồng với lại hai con màu vàng thôi. Hai hồng hai vàng. Ba hồng hai vàng. Cổ vuông. Len mông tơ ghi cho em. Được chưa? Tặng nốt các chị ở 160 nhá. 160. Tay của nó hơi bồng bồng nhá. Mai lộc 10, lộc 22 đúng không? Lộc 22. Ok chị ạ, kẻ đấy các chị yêu. Đẹp nhỉ, con kẻ đẹp này. Còn vài chiếc thôi, em có hồng với lại vàng các chị nhá. Đây màu vàng cho em này. Các chị chọn màu luôn đi. Tại vì là cái hàng này hàng lẻ nó sẽ không có số lượng và không có hàng về bù đâu ạ. Tại vì cái hàng này bây giờ nhập vào đắt lắm. Anh nhập vào chuyến trước thì nó có giá này thôi. Lộc 22. Đấy màu vàng nó còn có đúng hai cái thôi. Màu vàng và hồng em còn 3 chiếc. Hồng còn 3 cái, màu vàng còn 2 cái nhá. Lộc 22 ạ. 40 cân có vừa, 40 cân đến 60 cân. Được chưa? Cái vì cái len này nó giống chất len mông tơ ghi cho em, hàng đẹp này. Chất len nó đanh lắm ấy các chị, chứ không phải là cái len mà nó dão dão đâu. Cứ trên 40 cân các chị mặc được cho em ạ. Vai của nó hơi bồng, đây các chị mặc với lại là quần công sở cũng đẹp. Quần bò cũng đẹp và chân váy đều xinh luôn ạ. Quần sóc nhá. Lúc vào cũng các chị mặc cái quần sóc dạ hay là quần sóc da ấy. Đi bốt đi giày cao cho em đẹp lắm. Qua mẫu này. Đây còn bằng ngày trước các chị nhá. Lộc 22. Có bao nhiêu cái tặng nốt. Rồi ok chị điệu điệu nhá, hết cách ly em gọi á. Rồi chuyển khoản giữ đơn ok chị luôn. Trong kia còn len mỏng không chị nhỉ? Con này có cam với vàng này. Ok chị ạ, lộc 23. Lộc 23 cho em tại vì cái chất len nó đẹp với chị Lê Hằng ạ. Tớ chốt hai cái 400 chuyển về địa chỉ cũ bạn nhé. Chị ơi chị cứ để lại số điện thoại đi, ngày mai như thế em gọi nhá. Mai lộc 23 cho em ạ. Lộc 23 các chị ơi nhìn những cái dòng mắc hoa cúc này các chị ơi, giá rẻ các chị cứ chốt đi. Thì trong vụ nhập nào cũng không có dưới 200.000, không có nào dưới 200.000 đâu. Lộc 23 cho em ạ. Em còn vàng với màu cam. Mỗi màu còn vài cái thời điểm mà em nhập hàng cái mẫu như thế này ấy, cách đây tầm khoảng là gần 2 tháng. Đang hè thì em nhập hàng đông ấy, để chạm hoặc là hàng thu thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đây chị này, có lẽ cọc tay cho em. Lên mông tư ghi cọc tay, cái chất len nó rất là đanh luôn các chị yêu. Ok chị ạ, lộc 23, 150 một áo ạ. Em tặng nốt khách em 150 nhá. Ok chị ạ, em có màu vàng và em có màu cam, hai màu ạ. Em còn là hai cái vàng và ba cái màu cam thôi. Hai vàng ba cam, kho các chị tầm 62 cân đổ về, trên 40 cân đổ lên ạ. 40 cân đến 62 cân đổ về em chúc đơn nhá, lộc 23. Chị ơi một buổi tối thì em không thể nào em lên được tất cả các mẫu được ấy. Các chị thông cảm nhá. Hôm nay không lên được thì mai lên. Được chưa ạ? Các chị này, len nó phải gọi là chất len nó mềm đẹp như này luôn, là chất len mông tơ ghi nó đanh chất luôn, là hàng hoa cúc các chị ơi, toàn bộ dòng của nó là dòng xịn các chị yêu này. Lộc 23 nhá, màu vàng này. Vàng bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên line một tí. Đấy chị ạ, màu vàng và lộc 23 trên màu cam. Cách số điện thoại cho em xem nút 150 ạ. Rất tin nhắn luôn ạ. Hay để sáng mai chị. Em like xong em mệt đứt hơi rồi, em không rep được tin nhắn luôn ấy.
ok chưa? Còn một này chiếc này, em đã có chữ nút là 150 một áo các chị nhá. Qua mẫu này. Đây cái này lộc hay tưng cho em. Áo này mặc được mùa hè không à? Sang thu đã mặc chị ơi. Được chưa? Len mông này, hàng len mông dày nhá. Chứ còn len mông mà nó mỏng tèo tèo ấy thì các chị mùa hè mặc được, nhưng mà cái chất len em là hàng thu. Được chưa? Hàng len bắt đầu sang thu xe xe các chị mặc những con áo này cho em là hợp lý. Thực ra là có những cái giống mông tư ghi mỏng các chị mùa hè cũng mặc được, nhưng mà tùy từng loại chị nhá. Rồi lộc 24 cho em con này ạ. Lộc 24 màu xanh này. Ok, sáng ngày mai em báo nhân viên sớm. Thì chứ những chị nào mà sòng phẳng là em muốn chốt sớm một chút luôn ý. Khách toàn những cái khách chuyển khoản trước là em ưu tiên. Chắc cốt cho nó chắc đi. Chứ nhiều khi là xả rẻ mà bị bom là cũng mệt lắm chị ạ. Mất cả tiền cước về nữa. Đây mẫu này còn mấy cái màu xanh. Lộc 24 các chị nhá. Lộc 24 này. Con này các chị tầm khoảng là 62, 63 cân ạ. Trên 40 cân đổ lên. Để 62, 63 cân đổ về. Em tặng nốt khách hàng em là 160 nhá. Ok chạm 160.000. Các chị lên đơn hàng cho em mẫu này. Còn mấy chiếc này. 2, 3 cái. Để chạm em xả nốt 160 ạ. Còn 3 cái em xả nốt 160. Xả nốt 160.000 ạ. Nó này các chị lên lộc 20 mấy chị? Lộc 24. Còn 3 chiếc nhá. Chị Trần Thủy này. Còn có 3 cái thôi các chị ơi. Hàng chỗ em bán là 201. Bây giờ em tặng nốt các chị là 160. Lộc 24 ạ. Các chị nhìn cho em con len này. Nó đanh chất cực kỳ luôn như này. Mà em tặng các chị có 100 mấy? 160 à? 160.000. Bây giờ các chị ơi, mông cộc tay thì đã nhập trên 200 rồi. Đấy, cái hàng len mông tư ghi cộc tay ý. Mà bây giờ các chị là giá buôn đã trên 200 rồi, 220, 230. Em không nói sai, nói sai mất lộc. Mà mùng 1 này nó cái gì cũng chuẩn. Bây giờ là hàng len dài tay này mà em tặng các chị có 100 mấy? 160.000. Còn 3 chiếc. Chị Nguyễn Hà, ok. Chị nào cũng phải nhận hết hàng tối nay. Chị Đặng Liên rồi. Cái mẫu này còn chị Hoài. Xem còn bao nhiêu cái bỏ lên bén rẻ nốt. Các chị nhìn lên nhé em. Này con này còn đấy. Mặt đen còn 2 cọ hơn. À đơn. Ôi là tiến trắng. Đây này còn 1 cái chút nốt này. Cái này chút ảo. Cái này còn một cái màu vàng có bác nào nhấc đốt cũng 150 này. 150. Cái này là em bị bom về đấy, không bị hết từ chuyến đầu tiên rồi, chuyến thứ hai là bị hết hàng rồi đấy. Đây là lộc 25 cho em còn đúng một chiếc. 150.000. Lộc 25 nha các chị nhá. Lộc 25. Áo gió á, áo gió nhà em còn nhiều lắm. Nếu có gì thì chị xem cái like của tối hôm qua ấy. Xong là chị sáng ngày mai gọi chốt đơn cho nhân viên nhá. Tại vì áo gió nhà em hôm qua là về mẫu nào thì nó còn những cái mẫu như thế. Đây là lộc 25. Còn một chiếc duy nhất ạ, 150. Ok chưa? Nó còn đúng một cái thôi hết rồi. Còn đúng một cái treo trên móc là em bị bom về nên treo lên ấy, không hết từ lâu rồi. Cái này còn hình như vậy em thấy có màu đỏ chỗ nào ấy, không này này. Em để đây không? Đưa cái con cổ tim này cho em à. Đây lục 26 ạ. 3 con đỏ, 3 con xanh. 3 con đỏ, 3 con xanh ạ, lục 26 ạ. Chạm 160. Lục 26 em xem nốt các chị là 160.000. Hết lô này là lô sau em không nhập được giá này nữa đâu. Năm nay có hàng đâu mà nhập, với lại là những cái mẫu này em bán qua rồi, bây giờ nó còn có vài cái thì em xả nốt thôi. Mãi là 26 ạ, 160 các chị nhá. 160.000. Các chế mình lên đơn em còn đỏ với xanh. Phong các chị tầm 60, 62 cân đổ về. Và các chị trên 40 cân đổ lên ạ. 40 đến 60, 62 cân đổ về. Em chốt đơn lại là 26 này, 160 nhá. Có đỏ với xanh ạ. Có màu đỏ với có màu xanh. Cầm cái len nó sướng tay như này mà các chị. Những cái dòng này các chị vào thu đông các chị mặc nó sướng lắm. Để trợ giữ nhiệt tốt. Cái thớ len của nó rất là đanh chất luôn. Nó không kiểu là bị dão đâu các chị yêu nhá. Thoải mái luôn cho em ạ. Lộc 26 này. Những cái len của hàng rẻ tiền các chị kéo ra một phát là nó không có độ đàn hồi đâu. Kéo ra nó vẫn giãn, nó cũng giãn như thế. Lúc mà các chị mà phơi ý, nó chảy hết những cái len xuống các chị yêu ạ. Như cái len này em các chị này. Để chạm bao phê luôn. Mã này các chị lên là lộc 26 cho em màu đỏ và lộc 26 cho em màu xanh, hai màu nhá. Có đỏ với xanh nhá.
màu đẹp chưa, 160 nốt các chị yêu. Ok, chạm 160.000. Các chị nhìn cho em cái cổ áo này, rất là đẹp luôn, cổ tim nhá. Đấy chị ạ, còn 3 đỏ 3 xanh là em hết ạ, em tặng nốt 4 xanh với lại 3 đỏ. À đâu, 2 đỏ với 4 xanh, 2 cái màu đỏ 4 cái màu xanh cho em ạ, lọc 26 này. Cái mã này còn không nhỉ? Kiểu cánh rơi này, còn một cái ạ. Lọc 27 còn một chiếc nhá. Thùy Dung ơi, lên số điện thoại cho em với. Con này lọc 27 em còn một chiếc, em sao nốt 150 các chị nhá, 150 ạ. Ok chưa ạ? Tìm hộ em xem còn cái này không. Hả? Thế nên nó bị sót hàng thôi. Mũ này là lô, từ lô trước nó còn sót lại một cái này. Con này lọc 27 để chạm 150 này. Ok chưa ạ? Form các chị thoải mái, các chị tầm khoảng là 60 mấy cân đấy, 62, 63 cân. Con này tay của nó hơi hơi cánh rơi. Ok chạm tay của nó hơi cánh rơi cho em màu cam này chị này. Lục 27 nhá các chị nhá. Lục 27 cho em. Không cần mặc lên, còn một cái các chị chân thủy chốt. Mẫu này còn không? Cái màu tím nữa này. Con này lên cho em lục 28. Để chạm lục 28 cho em. Em tặng lốt khách yêu em ngày hôm nay là 160.000. Trước con này là 200, hôm nay xả nốt 160 á, lộc 28 á, à lộc 28 luôn, lộc 28. Con này các chị mặc bệt vai cũng đẹp, mà các chị mặc lên vai cũng xinh luôn. Ok chưa ạ, lộc 28 á, 160. Đấy, lộc 28 cho em 160.000. Quần shop em mặc không có hàng hết rồi chị Mai Ca ơi, hết lâu rồi. À quên, cái mẫu này em không có bán. Để chạy quần em không có bán. Em đang có màu hồng này, màu đen các chị yêu ạ. Cũng là hàng hoa cúc cho em, chất đồ đanh lắm đấy các chị này. Tay lỡ nha, con này lộc 20 mấy? 28, 100 mấy? 160. Đấy, em đang có màu đen này, màu đỏ này, các chị nhìn cho em ạ. Toàn bộ dòng xịn xò luôn. Giá thanh lý, để chạy ngày hôm nay đầu like. À quên, ngày hôm nay mùng 1 em tặng đấy ạ. Màu đỏ này, đỏ hình như có một cái sao ấy. Đỏ còn một cái, màu vàng còn 3 chiếc này. Đấy chị ạ, màu vàng của nó là vàng đậm. À quên, vàng nghệ nhá các chị nhá. Màu trắng cho em. Nó vẫn đủ màu nhưng mà số lượng còn ít. Đấy chị ạ, 160. 160.000 đây các chị nhìn cho em màu tím này. Vẫn đủ màu cho các chị luôn. Đấy chị ạ, vẫn đủ màu nhưng mà có màu thì nó chỉ còn một cái thôi ấy. Lộc 28. Còn đây các chị gần dưới 60 cân, 40 cân đến 60 cân em chốt đơn. Nhìn cái cổ của nó là cổ gần như kiểu cổ sen ấy. Chị chạm gần như kiểu cổ sen cho em ạ, lộc 28. 160.000. Con này còn một cái à? Nhưng mà em nhìn thì có một cái màu đỏ nữa ở chỗ nào ấy? À đây. À, cái này còn 2 đỏ 1 đen. Lộc 29. Còn 2 đỏ 1 đen nhé các chị nhá. Ok chị ạ, còn 2 đỏ 1 đen này. Em tặng lúc cách yêu là 160. 201 này, bây giờ xả 160. Trần Thủy Phạm Hoài có ạ, mỗi ngày là 29 cho em. Còn 2 cái đỏ 1 cái đen, em tặng lúc cách yêu là 160. Hôm nay giảm mấy chục nghìn một cái. Nên chị tranh thủ chốt đi, còn có 2 cái đỏ 1 cái đen. Đây cái chế này, phê tít luôn. Ok chị ạ, 2 đỏ 1 đen. Chị Lê Phương rồi. Con này còn 2 đỏ 1 đen nhá, xả 160.000 nhá các chị này. Mông tư ghi, dài tay, có thông hơi cho em ạ. Để chị ạ, nó là chất thông hơi nhá. Đấy, form từ 40 cân đến 60 cân. Ma Thị Loan, Lê Phương, Phạm Ngoài có, Trần Thủy chốt đơn ạ. Mã này lộc 29. Chị Nguyễn Hồng lên số điện thoại của em với. Rồi lộc 29 cho em ạ. Còn 2 cái màu đỏ và 1 cái màu đen. Em tặng lốt khách là 160 nhá. Chị chạm tặng lốt khách là 160.000. Chị nào chốt đỏ lên đỏ cho em luôn ạ. Các chị nhìn cầm cái len này, chị ạ, gọi là nó phê tít luôn. Đây các chị nhá, nó là chất len của dòng thông hơi cho em ấy. Xịn mịn.
vàng cổ gen chị Nguyễn Dung comment hộ em là lộc 28 ạ. Chị Ánh Dương có, chị Nguyễn Hồng giống ok. Comment đúng mã cho là và kèm số điện thoại cho là được chị. Không cần phải coi cho chị một cái màu vàng cổ gen đâu. Comment mới có bình đúng mã cho em. Con này còn 3 chiếc này. Dạ con này là cổ đức cho em ạ, lộc 30. Lộc 30 cho em. Còn 3 chiếc màu đen kể. Các chị nhìn trên cái cúc của nó này, cúc cũng cúc đẹp nhá. Lộc 30 cho em xả 160. Xả nốt 160.000. Nhanh nhá các chị ơi, còn đúng 3 cái thôi. Còn các chị từ khoảng là 40 cân đến 60 cân. Đấy, từ 40 cân đến 60 cân em chốt đơn ạ, lộc 30 kèm số điện thoại cho em. Xả nốt 160 ạ, còn 3 chiếc. Đấy, còn 3 chiếc cho em. Đây chị này. Bây giờ em xả 160 nhá, lộc 30 này, còn 3 cái. Mẫu này các chị mặc đi làm thoải mái. Đấy chạy, những cái mẫu này các chị mặc đi làm thoải mái. Tại vì nó có cổ, nó cổ đức cho em. Chị Đỗ Thanh Hoa rồi. Shop em ở Tuyên Quang, chị ơi, Hà Miên Tuyên Quang. Vẫn còn lăn lượn lờ đây, chưa về được à? Lại còn được cả con kia nữa chứ. Lộc 30. Còn 3 cái màu đẻ đen trắng cho em như này. Đẹp lắm các chị ơi, chất của nó là hàng hoa cúc đấy. Mày lên cô phê. Lộc 31 em còn một đen một hồng này. Chị like hôm trước còn bộ 7 không? Like hôm trước bây giờ em không nhớ được nó còn bộ gì bộ gì. Ba đâu? Lộc 31 cho em còn một cái màu đen này, một cái màu hồng. Để chạm cổ gen cho em. Một đen một hồng cổ gen trong kia còn cái mã len như này không? Mốt hết đây rồi gì? Lộc 31 này, còn đúng một con màu hồng, một con màu đen nhá. Các chị nhìn chất cho em này. Bộ thu đông có quá, bây giờ nó em lẻ size mà chủ yếu còn size to đấy chị ạ. Chị nào đến nốt màu đen không ạ? Em khỏi mặc lên này. Hồng với đen nhá. Các chị nhìn thớ len cho em chất len. Em tặng lúc các chị yêu 160. Được chưa ạ? 160.000. Ôi, ai bán được giá này à các chị? Được chưa ạ? Chẳng qua nó còn vài chiếc thôi. Anh tặng chốt đen với lại là Đào Lệ Thủy chốt hồng nhá. Hết này. Đây ạ, cổ của nó là cổ gen cho em ạ. Cổ gen đính đá. Cổ gen đính đá cho em ạ. Lộc 26. À quên, lộc 31. Cái này còn hàng không nhỉ? Cái này còn một cái màu hồng tím. Lộc 32. Lộc 32 còn một chiếc màu hồng tím nhá. Chị nào lấy nốt không ạ? 150 này. 150.000. Lộc 32 ạ. Đấy chứ ạ, lộc 32 cho em 150.000. Còn một chiếc ạ. Lộc 32 150.000. Chị Lục Nông ơi làm sao đây? Em ở cây 25 Hà Miên này. Chị tưởng khu vực cây 25 này em là đúng là cây 25 Hà Miên rồi. Nhưng mà nhà em chỉ chốt trên live thôi chứ không bán lẻ chị ơi. Đợt này nhà em là dịch, nhà em không mở cửa bán lẻ đâu. Nếu mà các chị đặt trên live, các chị qua lấy mẫu lên đọc mã để em lên đặt hàng thôi. Lộc 32 nhá. Đây, lộc 33 này. Em sản lộ các chị là 160. Mẫu này có mấy màu? 4 màu à? Lộc 33 cho em. Ok chị ạ, lộc 33 các chị mình lên đơn ạ, dài tay nhá các chị nhá. Hàng thu đông cho em lên mông tơ ghi, hàng của là hàng thu. Cam này, cam xanh trắng với lại màu nâu tây. Cam xanh trắng với nâu tây cho em ạ. Trên 40 cân tầm 62, 63 cân, 65 cân mặc chốt đơn cho các chị được nhá. Lộc 33 ạ. Lộc 33 này các chị này, 160 ạ. Để cho em xả luôn 160 này. Đấy, màu trắng này. Đây màu nâu tây cho em. Nâu tây ạ, lộc 33 này các chị ơi, nhanh tay cho em mẫu này nhá. Chất len phê tít luôn ạ, lộc 33 này. Nâu tây trắng xanh với màu cam 4 màu. Lộc 33 đúng không? Nhà sao? Cái gì ở nhà còn thuốc không nhỉ?
giảm đời đấy là nó thay đổi thời tiết. Con ho à? Các bác mua nhanh mẫu này đi để mẹ cháu nghỉ. Các bác mua em tại ngay để cháu nghỉ. Cho cháu uống thuốc nữa. Để cho cháu uống thuốc. Đó, cháu ốm đây này. Cháu ho đau ốm này. À, các bác nè. Đấy. Rồi, ho to thế. Rồi ok, đậu xanh hoa nhá. Đây một mã lên thổi nữa này, còn sót một mã nữa. Lên ghế. Lên ghế thì mẹ. Lên ghế á, lên ghế không sao ngồi được. Không. Mỗi lối này thôi nghỉ đi nhỉ. Ơi em đang like, có gì thì ngày mai chị gọi chút đơn nhé. Chị tên là gì ạ? Mã bao nhiêu ạ? 25. Chị là chị gì? Cho chị ghi số điện thoại. Đọc 978 126 79. Chị nhét ở bên trong túi của em với. Rồi, ok. Chị tên là gì ạ? Vũ Hồng. Rồi, em lúc vào đấy mai như tên được gọi lại cho chị đến địa chỉ sau nhé. Em đang like ạ. Sau đấy đồ bộ chị ạ. Đồ bộ. Thôi, ngày mai em lên nhá. Em về cho cún uống thuốc đã, nó ho quá. Quần đùi đang mặc cũng có, chị Lục Nông rồi. Cũng có ạ. Hẹn các bác ngày mai em lên nhá. Có thể là trưa mai em lên để em bán tiếp. Ok chị ạ, bây giờ em nghỉ đây. Bye bye các chị yêu ạ, chúc các chị ngủ ngon nhá. Mai em lên bộ sau. Con chào các bác đi. Chào to lên. Con chào các bác. Đào chào nhìn màn hình như con nhìn chào đất thế à? Con chào các bác. Các bác ngủ ngon nha. Các bác ngủ ngon nha. Con nói gì nữa không? Không ạ. Cháu đi ngủ đây. Cho mẹ cháu về ôm cháu ngủ đây. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chị mẹ ơi. Chắc gì á? Mai mẹ cháu bán cho các bác nữa nha. Mai mẹ cháu bán cho các bác nha. Bây giờ cháu nghỉ đây. Chưa cháu nghỉ thôi. Bye bye các bác. Bye bye các bác. Chào các chị nha. Chào các bác nha. Chào các chị.